hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. chương 1221, chờ vào tù đi. Chưa từng nghe qua, Hạ Thiên lắc đầu. Thằng ngu nào vậy? À, anh chưa từng nghe qua sao? Hoa Mỹ Vân chợt ngây người, nàng quay đầu nhìn cố hàm xương. Cố tiểu thư, chị cũng chưa từng nghe qua cái tên Vương Khải sao? Không, tôi biết rất ít người. Cố hàm xương trả lời, đây cũng là sự thật, nàng quen biết rất ít thân là tổng giám đốc khách sạn hoa mỹ vân có thể coi là một người kiến thức rộng đồng thời cũng đã gặp đủ hạng người giỏi nhìn mặt nói chuyện khi thấy phản ứng và biểu hiện của hạ thiên và cố hàm sương nàng thật sự xác định hai người chưa từng nghe qua cái tên vương khải mà điều làm cho hoa mỹ vân có thể xác định chính là hạ thiên và cố hàm sương không phải là diễn viên không có liên quan gì đến giới văn nghệ nếu không thì bọn họ dù chưa từng gặp mặt nhưng cũng phải biết vương khải là ai Tám phần là con cháu thế gia ở thủ đô, xem ra phải cẩn thận ứng phó. Hoa Mỹ Vân chợt có phán đoán như vậy, mang theo một nha hoàn trang phục kỳ dị và xinh đẹp từ thủ đô đến Thục đô, lại ở phòng tổng thống, cũng dám ra tay với người ở phòng tổng thống khác, điều này rõ ràng chứng minh đối phương không phải người thường. Hoa Mỹ Vân thấy, cũng chỉ có đám con cháu thế gia trong thủ đô mới dám làm ra những chuyện như vậy. Vương Khải là một ngôi sao rất nổi tiếng, từ Hong Kong đến đây, Bọn họ mới vào ở ngày hôm qua, trước đó chúng tôi đảm bảo không có ai quấy rầy bọn họ. Lúc đó giám đốc Hoa có nói phòng tổng thống chỉ cho bọn họ vào ở, có lẽ vì ngôn ngữ nội địa và Hong Kong khác nhau, vì vậy bọn họ không nghe rõ, cho rằng cả tầng cao nhất đều là của bọn họ, vì thế mới có hiểu lầm trước đó. Mạnh Lượng mở miệng đơn giản nói ra tình huống. Hạ tiên sinh, việc này dù bọn họ có sai trước, nhưng dù sao anh cũng ra tay đánh người, nếu bọn họ báo cảnh sát thì sẽ sinh ra ảnh hưởng không tốt vì thế khách sạn chúng tôi làm trung tâm hòa giải nếu anh không ngại thì đi nói một lời xin lỗi coi như bỏ qua dù sao cũng không ai muốn làm lớn chuyện tôi không quan tâm hạ thiên tức giận nhìn mạnh lương tôi cũng không muốn xin lỗi người khác không làm phiền tôi thì không có vấn đề nếu làm phiền tôi thì sẽ gặp chuyện không may hạ thiên dừng lại một chút rồi bổ sung một câu thuận tiện nói cho anh biết đến bây giờ tôi cũng không sợ làm lớn chuyện anh tốt nhất nói cho tên Vương Khải kia biết mà đừng đến làm phiền tôi, hắn không chọc đến tôi thì tôi cũng không quan tâm, nhưng nếu hắn muốn gây chuyện, tôi sẽ xử lý hắn bất cứ lúc nào. Điều này, Mạnh Lượng muốn nói lại thôi, sau đó hắn đưa mắt nhìn Hoa Mỹ Vân. Hai vị khách ở phòng tổng thống có mâu thuẫn, đúng là khó giải quyết, dù sao thì khách nhân ở phòng tổng thống đều có bối cảnh, tuy bây giờ bọn họ không biết Hạ Thiên có lai lịch gì, nhưng chỉ cần nhìn vào hành vi của đối phương cũng biết, tên này không tầm thường. Audio điện tử võ tấn bền. Hoa Mỹ Vân cười thản nhiên nói: "Tốt, Hạ tiên sinh, chúng tôi sẽ chuyển lời của anh, bây giờ cũng không quấy rầy anh." Hoa Mỹ Vân đã ý thức được Hạ Thiên không nhượng bộ, vì vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác mà thôi. Hoa Mỹ Vân ra hiệu với mạnh lược, nàng đứng lên nói: "Hạ tiên sinh, Cố tiểu thư, chúng tôi đi trước, các người nếu có cần gì thì bất cứ lúc nào cũng có thể điện thoại. Các người đi thôi." Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó hắn kéo cố hàm xương đứng lên. Xương nha đầu, chúng ta ra ngoài ăn thứ gì đó đã. Hoa Mỹ Vân và Mạnh Lượng đi về phía cửa phòng, khi thấy Hạ Thiên và cố hàm xương cũng đi đến, Hoa Mỹ Vân vội vàng kéo cửa. Hạ Thiên sinh, cố tiểu thư, mời hai vị. Hạ Thiên cũng không khách khí, hắn kéo cố hàm xương đi ra ngoài, mà Hoa Mỹ Vân và Mạnh Lượng cũng nhanh chóng ra khỏi phòng. Sau khi đóng chặt cửa, Hoa Mỹ Vân nhanh chóng chạy về phía thang máy, nhấn nút gọi thang máy. Vương Tiên Sinh, chính là bọn họ. Đúng lúc này một âm thanh tức giận vang lên. Hoa Mỹ Vân vô thức quay đầu, nàng thấy có chút không ổn, kẻ vừa nói chính là hai tên vệ sĩ đã bị đánh của Vương Khải. Lúc này ngoài hai tên vệ sĩ còn có một nam ba nữ, trong đó có một người đàn ông hơn 40, bộ dạng rất tốt, anh tuấn cao lớn. Hoa Mỹ Vân liếc mắt cũng có thể nhận ra, tên này là ngôi sao Hong Kong là Vương Khải. Còn ba phụ nữ, có một người 30 tuổi đang kéo tay của Vương Khải, tướng mạo bình thường, ăn mặc đẹp đẽ. Hoa Mỹ Vân cũng biết người này, đó là vợ của Vương Khải, Trần Tiểu Huệ, còn hai cô gái khác đều trẻ hơn một chút, hấp dẫn hơn hẳn Trần Tiểu Huệ, nhưng Hoa Mỹ Vân không biết tên của hai cô gái này, chỉ biết các nàng là trợ lý của Vương Khải. "Chào Vương tiên sinh, chào Trần tiểu thư." Khi thấy đám người này thì Hoa Mỹ Vân đành phải mỉm cười chào hỏi trong lòng có chút lo lắng. Giám đốc Hoa, chính là bọn họ đã thương vệ sĩ của tôi, chị cũng biết chứ. Vương Khải đi đến dùng giọng phổ thông không quá tiêu chuẩn nói. Vương tiên sinh, có lẽ là hiểu lầm. Hoa Mỹ Vân cười nói. Đừng nói đó là hiểu lầm, bọn họ đánh người của tôi, phải xin lỗi tôi, nếu không tôi sẽ cho bọn họ ngồi tù. Vương Khải cắt đứt lời Hoa Mỹ Vân, bộ dạng nổi giận đùng đùng, sau đó hắn quay sang nói với hạ thiên và cố hàm sương hai người phải không lập tức quỳ xuống xin lỗi nếu không thì cứ đợi cảnh sát đến gông đi chú em là thằng ngu vương khải sao hạ thiên trừng mắt nhìn vương khải thằng này dám nói cảnh sát đến bắt mình đúng là bệnh không nhẹ cậu dám nói chồng tôi vậy sao trần tiểu huệ chợt nổi giận nàng nũng nịu quát mau xin lỗi chồng tôi ngay vương tiên sinh trần tiểu thư xin hai người đừng nóng hãy nghe tôi nói hoa mỹ vân còn muốn khuyên can nhưng đáng tiếc lần này nàng chưa nói xong thì trần tiểu huệ đã cắt lời giám đốc hoa chị cũng đừng nói nữa hãy nghe tôi nói để cho đôi cầu nam nữ này quỳ xuống xin lỗi nếu không chồng tôi chỉ cần nói một câu đám người này sẽ không còn tiếp tục công tác được nữa trần tiểu huệ nổi giận đùng đùng nói hạ thiên ngáp một cái các chú là loại chó má gì anh muốn công tác ở đây sao thế nào không phải là diễn viên à trần tiểu huệ cười lạnh một tiếng tôi cho hai người biết dù là đại lục hay hong kong chồng tôi chỉ cần nói một câu như vậy cũng đủ cho các người khỏi quay phim hết quảng cáo hạ thiên quay đầu nhìn cố hàm xương rồi buồn bực nói sương nha đầu chị xem lại hình như cách ăn mặc không phù hợp ai cũng nghĩ chị là diễn viên thiếu ra tôi có thể đổi cách ăn mặc cố hàm xương khẽ nói hạ thiên suy nghĩ rồi lắc đầu thôi khỏi, tôi cảm thấy như vậy tốt hơn, hơn nữa chị là nha hoàn của tôi, không phải người thường. Biết rồi, thiếu gia, tôi sẽ không đổi. Cố hàm xương dịu dàng đáp ứng. Hai người bọn họ đứng đây diễn tuồng thiếu gia sắc lang nha hoàn đa tình mà không coi ai ra gì, điều này làm Vương Khải thật sự không nhịn được, vì hắn chợt phát hiện không biết ngôi sao ở đâu ra mà quá đẹp, giá trị tuyệt đối là quá cao, càng có cơ hội làm ngôi sao lớn. Không dám thừa nhận mình là diễn viên sao. Không thừa nhận cũng đúng, trừ khi các người sau này không diễn, nếu không tôi sẽ cho các người không có việc làm, tốt nhất nên xem lại hậu quả." Vương Khải còn đang vênh váo tự đắc. Hạ Thiên cũng bất mãn nhìn Vương Khải. "Chú câm mồm cho anh, chú muốn anh làm diễn viên sao? Diễn viên là thứ quái quỷ gì? Đừng tưởng chú có chút nổi tiếng mà ngon, vài bà vợ của anh còn nổi tiếng hơn cả chú." "Kỳ lạ, còn có vài bà vợ nữa sao?" Trần Tiểu Huệ dùng giọng châm chọc nói sương nha đầu đám ngu ngốc này nghĩ chúng ta là diễn viên nếu không chúng ta cho bọn họ biết tay nhé hạ thiên thương lượng với cố hàm sương thiếu gia cậu cứ làm chủ cố hàm sương trả lời trong lòng không tự giác có chút khác thường vì nàng phát hiện không biết thiếu gia này đã hỏi ý nàng từ khi nào vì trước kia hắn đều không làm vậy hạ thiên nhìn hoa mỹ vân này các người đều từ hong kong đến đây phải không hạ tiên sinh bọn họ thật sự là người hong kong Hoa Mỹ Vân khẽ nói, bây giờ nàng thật sự có chút bối rối, vì nàng thấy căn bản không thể nào xen vào, dù là Vương Khải hay Hạ Thiên cũng không lùi bước. Hạ Thiên lầm bầm, hình như có người nào từng nói với mình, đám ngôi sao này tùy tiện có tiền là chơi được thì phải. À, hình như mình có quen biết lão hứa Thanh Sơn rất có tiền ở Hong Kong, nhưng mình không biết số điện thoại của lão. À, vợ quỷ keo kiệt có số điện thoại, mình hỏi xin là được. Vì vậy mà Hạ Thiên cho ra quyết định, sau đó lấy điện thoại bấm số của Ninh Khiết Từ sau khi rời khỏi Cảng Thành vào dịp Tết âm lịch Thì Hạ Thiên cũng ít liên lạc với Ninh Khiết Mà Ninh Khiết cũng ít chủ động điện thoại cho hắn Nhưng lần này hắn Thuận lợi gọi đến cho nàng Chồng, sao vậy, có gì sao Giọng điệu Ninh Khiết vẫn không thay đổi Rõ ràng không vì những ngày qua ít liên lạc mà lạnh nhạt Vợ quỷ keo kiệt, chị ở bên kia có khỏe không Hạ Thiên hỏi Tôi rất tốt chồng bây giờ tôi đã là nhà thiết kế thời trang chính thức đúng rồi tôi còn chưa nói cho cậu biết thật ra bây giờ tôi cũng không ở cảng thành mà đã sang hong kong chồng cậu nhớ về hiểu đồng không là chồng của hứa gia thịnh ấy ninh khiết nói có chút vui vẻ nhớ sao vậy hạ thiên kỳ quái hỏi trước kia cô ấy là người mẫu cô ấy giúp tôi giới thiệu vài vị khách bây giờ tôi là nửa danh nhân rồi hi hi chồng tôi nói cho cậu biết một chuyện Tôi dùng danh nghĩa của cậu mà lấy được vài món trang điểm từ tập đoàn Thần Y để tặng cho cô ấy. Ninh Khiết khoảng thời gian qua phát triển rất tốt, vì nàng đã có công việc mình thích làm. Chương 1222, chôn vào đất sau đó xử lý. "Vợ, xem ra bây giờ chỉ rất quen với đám người hứa ra." Hạ Thiên Thuận miệng nói. "Khá tốt, hứa ra rất cảm kích chúng ta, thật ra đây đều là vì bọn họ nể mặt cậu." Ninh Khiết nũng nịu nói. "Chồng cậu không thích vậy sao nếu cậu không thích tôi sẽ giữ khoảng cách với bọn họ không tôi cảm thấy như vậy rất tốt đúng rồi tôi vừa vặn có việc cần tìm hứa thanh sơn hạ thiên cuối cùng cũng nói ra chính sự tôi đến thành phố thành phố thục đô và gặp một tên ngốc là vương khải nghe nói là ngôi sao điện ảnh hong kong vương khải tôi cũng biết người này khá nổi tiếng nghe nói thích chơi nổi hắn chọc giận cậu sao ninh khiết kỳ quái hỏi đúng vậy Thằng ngu này luôn nói sẽ nhốt tôi lại và giết, chị hỏi lão già Hứa Thanh Sơn bên kia xem, lão có thể xử lý đối phương hay không? Nếu không được thì tôi sẽ sử dụng phương pháp của mình." Hạ Thiên nhanh chóng nói. "Chồng, với thế lực của Hứa gia ở Hong Kong, muốn xử lý một tên ngôi sao điện ảnh thì quá dễ." Ninh Khiết có chút hiếu kỳ. "Chồng, cậu nói xử lý theo phương pháp của mình là thế nào?" "Đơn giản thôi, chôn hắn vào trong đất rồi sau đó lại xử lý." hạ thiên hời hợt nói ninh khiết không biết nói gì hơn nàng tin chồng mình tuyệt đối có thể làm được việc này vì thế mà vài giây sau nàng mới tiếp tục nói chồng tôi sẽ điện thoại cho hứa thanh sơn ninh khiết cúp điện thoại hạ thiên cũng thu hồi điện thoại sương nha đầu chúng ta đi thôi muốn đi cũng không dễ như vậy đâu á à, trần tiểu huệ vừa nói được vài chữ thì đã kêu thảm mà ngã xuống đất nhưng nàng cũng không cô độc ngay sau đó chồng nàng là vương khải và hai nữ trợ lý cộng thêm hai tên vệ sĩ cũng kêu thảm mà ngã xuống hạ thiên ra tay đánh ngã bọn họ gọn gàng một lượt nói chuyện với đám ngu ngốc các người thật sự là mất thời gian hạ thiên dùng ánh mắt khó chịu nhìn đám người nằm trên mặt đất sau đó đi vào trong thang máy đã sớm mở cửa hoa mỹ vân cảm thấy đau đầu vấn đề này càng lúc càng lớn mạnh lượng thì cảm thấy buồn bực hắn dù gì cũng là đội trưởng đội bảo vệ của khách sạn Hạ Thiên này vuốt mặt cũng phải nể mũi, không nên đánh người trước mặt hắn chứ. Nhưng mạnh lượng buồn bực thì cứ buồn bực, hắn biết Hạ Thiên không dễ chọc vào, vì vậy cũng chỉ đứng nhìn cửa thang máy đóng lại, cũng không nói gì hơn, để mặc cho Hạ Thiên và cố hàm xương biến mất trong tầm mắt. Báo cảnh sát, báo cảnh sát ngay. Vương Khải lúc này từ mặt đất bò lên, hắn lớn tiếng giống giận. Gọi điện thoại cho truyền thông Hong Kong, gọi cho hiệp hội diễn viên, gọi cho chính quyền, nếu bọn họ không ra mặt, Chúng ta sẽ náo loạn. Vương Thiên Sinh. Hoa Mỹ Vân cẩn thận hô lên một tiếng. Ngậm miệng thối lại, tôi nói cho các người biết, khách sạn của các người xong rồi, chuẩn bị đóng cửa đi là vừa. Vương Khải giống lên giận dữ với Hoa Mỹ Vân. Vẻ mặt Hoa Mỹ Vân chợt biến đổi, trong lòng không khỏi thầm mắng, không phải chỉ là một đứa diễn viên sao? Nếu không phải từ Hong Kong đến, thật sự bị đánh chết không biết bao nhiêu lần rồi. Mạnh lượng cũng rất khó chịu, còn bà nó thằng Vương Khải này đóng vai hoàng đế mà tưởng rằng bên ngoài mình cũng là hoàng thượng sao? Nói cho cùng chỉ là một con hát mà thôi, đáng giá cố chấp vậy sao? Tuy khó chịu nhưng Hoa Mỹ Vân và Mạnh Lượng vẫn phải chịu đựng, bọn họ dù sao cũng vì công tác buôn bán, vì điềm đạm sinh tài, nếu không phải bất đắc dĩ thì sẽ không đắc tội khách. Hơn nữa chuyện này cũng không liên quan đến bọn họ, chỉ cần bọn họ không bị cuốn vào là được, chỉ cần đứng nhìn Hạ Thiên và Vương Khải đấu, xem ai hơn ai vương khải ngồi đó mà gào thét vợ hắn và hai cô trợ lý đã đứng lên lúc này bọn họ đang gọi điện thoại đi khắp nơi rõ ràng muốn phát động sức mạnh quan hệ đúng lúc này chuông điện thoại của vương khải vang lên vương khải lấy điện thoại ra xem vẻ mặt hơi biến đổi hắn vội vàng nghe máy chào anh cái gì không thể không thể nào các người không thể như vậy alo alo bộp vương khải đánh rơi điện thoại xuống đất điện thoại vỡ thành vài mảnh mà ba người phụ nữ cũng sợ ngây người chồng có chuyện gì trần tiểu huệ không tiếp tục gọi điện thoại mà dùng giọng căng thẳng nói vẻ mặt vương khải trở nên âm trầm hắn cắn răng nói ra một câu anh thật sự bị người ta giữ lại rồi xử lý trần tiểu huệ run tay điện thoại rơi xuống đất mà hai trợ lý cũng ngây dại vô tình bầu không khí cực kỳ yên tĩnh hoa mỹ vân và mạnh lượng cũng nghe được những lời này bọn họ liếc mắt nhìn nhau cũng đều thấy được sự kinh ngạc của đối phương. Hạ Thiên kia thật sự chỉ cần một cuộc điện thoại là có thể xử lý Vương Khải sao? Hạ Thiên thật sự không có hứng với Vương Khải, bây giờ hắn cảm thấy trước tiên cùng ăn thứ gì đó với nha hoàn Cố Hàm Sương, sau đó để cho nàng làm ấm giường của mình. Sương nha đầu, chị muốn ăn gì? Hạ Thiên ra khỏi khách sạn và hỏi ý của Cố Hàm Sương. Hạ Thiên không đợi Cố Hàm Sương trả lời mà tiếp tục bổ sung. Chị đừng nói muốn ăn chay thường xuyên ăn chay sẽ không đủ chất, cần phải đan sen ăn mặn. Thiếu gia, cậu cứ chủ trì là được. Cố hàm xương nói. Không được, xương nhà đầu, lúc này chị nhất định phải nói mình thích ăn gì. Hạ thiên lần này lại không muốn làm chủ, vì hắn thật sự cũng không biết nên ăn gì. Cố hàm xương có chút trần trừ, sau đó nàng khẽ nói. Thiếu gia, trước đây rất lâu tôi từng ăn qua vài món bình dân đặc sản, cảm thấy rất ngon, nhưng bây giờ không biết có còn nữa không. Được rồi, chúng ta đi tìm một địa phương bán những món bình dân đặc sản. Hạ Thiên lập tức cho ra quyết định, sau đó cản một chiếc taxi ở ven đường, sau đó đưa ra vài trăm đồng. Mang bọn tội đến một chỗ bán thức ăn bình dân ngon miệng. Tên tài xế dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Hạ Thiên và cố hàm xương, sau đó nhận tiền. Lần đầu tiên đến thành phố thuộc đô sao? Đúng vậy, là lần đầu tiên. Hạ Thiên thuận miệng nói, sau đó hỏi ngược lại anh không biết chỗ nào có bán những món như vậy sao? Sao lại không? Tên tài xế khởi động xe. Chỗ này không có nơi nào tôi không biết, nói đến các món ăn đặc sản ở thuộc đô thì có hai nơi nổi tiếng, một là Cẩm Lý, hai là Văn Thù Phường, hương vị đều rất ngon, Cẩm Lý mắc hơn một chút nhưng tương đối gần, Văn Thù Phường thì hơi xa, hai vị muốn đi đâu? Đi nơi tương đối gần. Hạ Thiên trả lời. Được, mất 10 phút đi xe tên tài xế đẩy nhanh tốc độ, trong lòng thầm nghĩ, gặp phải công tử nhà giàu tán gái là quá tốt, chỉ mất 10 phút mà lời vài trăm đồng. Tên lái xe có lợi nhuận lớn nên nhanh chóng đưa Vân Ba và Cố Hàm Sương đến đúng địa điểm, trên đường đi còn giới thiệu cho nhiều món ngon, cái gì là mì cay thành đô, long sao thủ, phu thê phế phiến, Hạ Thiên chưa từng nghe qua, nhưng Cố Hàm Sương lại biết rõ. Hạ Thiên cũng không có hứng thú với mì cao thành đô, dù sao hắn cũng không thích ăn mì, nhưng lại có hứng thú với món phu thê phế phiến. Nhưng khi được ăn thì hắn lại thất vọng, vì căn bản long sao thủ là hoành thánh. Vì vậy hắn muốn ăn món phu thê phế phiến với cố hàm xương, nhưng nàng lại nói không thích món này. Hắn chợt cảm khái, hèn gì nàng chỉ có thể là nha hoàn mà không phải vợ, đáng lý món phu thê phế phiến phải là vợ chồng cùng ăn, xương nha đầu không ăn, coi như muốn làm nha hoàn. Tất nhiên cũng không phải chẳng thỏa mãn, Hạ Thiên và Cố Hàm Sương rất thích chỗ này, hạ thiên ăn khá nhiều cố hàm xương tuy không ăn nhiều nhưng cũng không quá ít vì vậy mà hai người bọn họ vừa ăn vừa đi dạo vô tình đã đến 7-8 giờ tối sắc trời cũng tối đen sương nha đầu chị ăn no chưa hạ thiên nhìn sắc trời hắn cảm thấy cần quay về nên mở miệng hỏi ăn no rồi cố hàm xương thành thật trả lời chúng ta về thôi hạ thiên kéo cố hàm xương chuẩn bị quay về đường cũ nhưng vừa đi được vài bước đã nghe thấy tiếng thét kinh hãi hạ thiên hạ thiên quay đầu dùng giọng buồn bực nói sao lại là cô người ta nói oan ra ngõ hẹp nhưng sao không phải oan ra cũng khổ mới bao lâu mà hạ thiên đã gặp người này hai lần người này không phải ai khác mà chính là mã đình hai giờ trước bọn họ vừa tách ra khỏi bệnh viện bây giờ lại gặp nhau xem ra thế giới này rất nhỏ mã đình lúc này đang tay trong tay với phương trí hiên khi thấy hạ thiên thì nàng rất ngạc nhiên hạ thiên không phải anh về thủ đô ngay sao tôi thay đổi ý kiến không được sao hạ thiên tức giận nói người này không phải vợ mình quan tâm nhiều như vậy làm gì hạ thiên không để cho mã đình cơ hội nói chuyện hắn kéo tay cố hàm xương rồi chạy đi chỉ sau nháy mắt đã biến mất trước mặt mã đình vài phút sau xuất hiện trước khách sạn hoa đô lúc này bọn họ đi thang máy lên lầu cao nhất đến phòng tổng thống cũng không thấy bóng người với thính lực của hạ thiên thì có thể nghe rõ tầng lầu này ngoài bọn họ ra sẽ không có ai khác rõ ràng đám người vương khải không còn ở đây coi như không ai quấy dày mình hạ thiên rất thỏa mãn hắn kéo hạ thiên vào phòng xem như nha hoàn sắp vào miệng hắn đến nơi thiếu ra tôi pha trà cho cậu cố hàm sương đi vào phòng khách và mở miệng được hạ thiên đồng ý đây là lần đầu tiên sương nha đầu chủ động làm việc nếu cứ tiếp tục như vậy thì vị trí nha hoàn của nàng sẽ càng phù hợp chương 1223, tu tiên đi cướp. Cố hàm xương mở tivi, nàng chọn một kênh tin tức, sau đó đi nấu nước pha trà, tất cả đều làm đâu vào đấy. Điều này làm Hạ Thiên phát hiện cố hàm xương thật ra cũng quen thuộc cuộc sống hiện đại, ít nhất nàng cũng cơ bản thích ứng, nếu người khác không biết lai lịch của nàng, sợ rằng sẽ không nghĩ nàng là một người nửa cổ đại. Hạ Thiên nhìn những hành động của cố hàm xương mà lại càng thêm yêu mến, nha hoàn này rất tốt, ngay cả động tác pha trà cũng tương đối đẹp mắt hắn càng lúc càng phục mình hắn vốn chỉ quyết định thu cố hàm xương làm nha hoàn vì ngẫu hứng kết quả lại có được một nha hoàn vừa tốt vừa đẹp thiếu ra mời uống trà cố hàm xương cuối cùng rót một ly trà rồi đưa đến trước mặt hạ thiên hạ thiên tiếp nhận ly trà hắn uống một ngụm sau đó muốn nói gì đó lại nghe cố hàm xương hô lên kinh hoàng á à, xương nha đầu sao vậy hạ thiên có chút kỳ quái Sương nhà đầu hầu như gặp chuyện gì cũng tỉnh táo, bây giờ chỉ pha trà mà hô lên kinh hoàng vậy sao? Đáng lý ra lát nữa lên giường mới như vậy thì hay hơn. Hạ Thiên cảm thấy mê hoặc, đồng thời cũng thầm nghĩ cố hàm xương hét lên khá dễ nghe, không khác gì vợ đại yêu tinh, cũng không biết lên giường có nhiệt tình như vợ đại yêu tinh. Thiếu ra, cậu mau nhìn kìa. Cố hàm xương chỉ vào tivi, giọng điệu có chút vội vàng. Đó là tivi, sao vậy? Hạ Thiên càng kỳ quái, Cố Hàm Sương là người mở TV, sao nàng lại ngạc nhiên như vậy? Giống như chưa từng thấy TV vậy. Thiếu ra, không phải là TV, mà là người bên trong, cậu thấy không? Cố Hàm Sương dùng giọng có chút lo lắng hỏi. Hạ Thiên nhìn vào phần tin thời sự, lại phát hiện một vụ cướp xe tiền. Căn cứ vào bản tin thì ba ngày trước một chiếc xe tiền chở 3 triệu đã bị cướp, mà bây giờ cảnh sát đang truy nã đối tượng, hình ảnh đã được công bố, cảnh sát treo thưởng 100 000 cho ai cung cấp manh mối. Có việc gì sao? Hạ Thiên có chút buồn bực, tên đàn ông tình nghi này khoảng 40, mặc áo khoác, tóc rất rối, dáng người trung đẳng, không có gì đặc biệt. Hạ Thiên cảm thấy người đàn ông này rất bình thường, cố hàm xương sao lại có hứng được. Thiếu gia tôi biết hắn. Trên gương mặt xinh đẹp của cố hàm xương có chút khó tin. Hắn tên là Gia Cát Vấn Thiên, là một người tu tiên ở thủ đô thuộc đô, nhưng vốn hắn ở núi Thanh Thành, sao lại chạy xuống cướp xe tiền. Hạ Thiên cũng có chút ngây người. Gia Cát Vấn Thiên, cái tên cũng có chút kỳ quái. Thiếu gia, đây không phải là tên trước kia của hắn, sau này muốn tu luyện thành tiên, muốn vấn thượng tiên, vì vậy mới đổi tên là như vậy. Cố hàm xương chợt tỉnh táo hơn một chút. Nhưng hắn là người tu tiên, sao lại luân lạc đến mức độ như vậy? Cũng không có gì, Sương nha đầu, trước đó không phải chị cũng bắt cóc vợ tôi sao? Hạ Thiên Thuận miệng nói. Cố hàm Sương há hốc miệng, nàng muốn nói gì đó, nhưng lời đến bên miệng thì thu về. Nàng trầm mặc không nói thêm điều gì, lúc này tin tức thời sự cũng đã hết. Hạ Thiên chậm rãi uống xong ly trà của cố hàm Sương, sau đó hắn mở miệng. Sương nha đầu, chị muốn đi tìm tên ra cát vấn thiên kia sao? Thiếu ra, tôi cũng không biết có nên tìm hắn không. Cố hàm xương trần trừ hỏi. À, như vậy chị vẫn có ý đi tìm hắn, vậy thì đi tìm. Hạ Thiên lập tức ra quyết định thay cho cố hàm xương. Thật ra Hạ Thiên cũng đã từng nghe qua cái tên Gia Cát Vấn Thiên từ miệng viên thiên chính, nhưng Gia Cát Vấn Thiên có bộ dạng gì, hắn cũng không biết. Hạ Thiên vốn định cùng nha hoàn xinh đẹp đi giải quyết Gia Cát Vấn Thiên, nào ngờ người này lại là trọng phạm, còn bị cảnh sát truy nã. Quan trọng là tin tức người này bị truy nã bị cố hàm xương vô tình phát hiện ra, mà cố hàm xương vốn không quan tâm đến vấn đề gì, bây giờ lại có chút thất thường. Điều này làm cho Hạ Thiên mất hứng, hắn cuối cùng cũng phát hiện ra một sự kiện, đó là nha hoàn xinh đẹp hình như cũng không phải chú ý đến vị thiếu gia như mình, mà nàng quan tâm đến những người tu tiên trước kia. Đám người tu tiên này luôn ảnh hưởng đến tâm tình của nàng, vì vậy Hạ Thiên quyết định nên xử lý hết đám người kia, sau đó chậm rãi hưởng thụ nha hoàn của mình. Hạ Thiên thấy nếu đám tu tiên đều là như Trang Vân Đông hay Viên Thiên Chính, như vậy xử lý hết cho đẹp. Nói cách khác, để đám tu tiên kia ở lại chẳng khác nào là một tai họa, mà bây giờ bọn họ có thể tạo nên uy hiếp cho vợ mình. Nhưng, thiếu ra, chúng ta làm sao đi tìm hắn? Cố Hàm Sương khẽ hỏi. Thục đô là thành phố lớn, chúng ta lại không quen thuộc, muốn tìm người cũng không khác mò kim đáy bể. Không sao, cảnh sát không phải đang tìm hắn sao, chúng ta để đám cảnh sát kia tìm giúp là được. Hạ Thiên Thuận miệng nói. Tuy tôi thấy đám cảnh sát kia căn bản không có bản lĩnh gì, nhưng bọn họ dù sao cũng quen thuộc chỗ này, hơn nữa bọn họ lại đông người, tìm người dễ dàng hơn chúng tôi, đến khi tìm được người thì chúng ta chỉ cần bắt lại là được. Thiếu ra, cậu, cậu không phải muốn giết ra cát vấn thiên đấy chứ? Cố hàm xương dùng giọng trần trừ hỏi. À, phải xem tình huống, nếu hắn nghe lời tôi, tôi sẽ không ra tay, nếu không thì tôi sẽ xử lý, nếu không hắn gây phiền cho tôi khắp nơi thì sao? Hạ Thiên thuận miệng nói, cuối cùng còn tìm cho mình một lý do quang minh chính đại. Tất nhiên trên thực tế, thì hắn cũng không sợ ra cát vấn thiên làm phiền, chỉ là lo lắng tên kia sẽ giống như cố hàm xương, sẽ có ý với vợ mình, vấn đề như vậy là quá lớn. Hạ Thiên dừng lại một chút rồi bổ sung. Sương nha đầu, nếu không muốn người kia chết, thật ra cũng có biện pháp, phế bỏ công lực của hắn là được nhưng thiếu ra, phế bỏ công lực thì hắn sẽ chết ngay. Cố hàm xương khẽ nói, sẽ không, tôi là đệ nhất thần y, tôi có thể làm cho hắn sống thêm vài chục năm. À, thật ra tôi có thể làm cho hắn quên đi sự việc trước kia, quên cả xương nha đầu. Hạ thiên hời hợt nói, đối với hắn thì những thứ này chẳng gì là khó, nếu cố hàm xương không hy vọng đám người tu tiên khác đều chết, như vậy hắn có thể giữ mạng lại cho bọn họ, nhưng điều kiện tiên quyết là bọn họ sẽ không tạo nên uy hiếp gì với hắn. Thiếu gia, tôi và bọn họ quen nhau đã trăm năm, tôi thấy bọn họ lần lượt chết đi, đến cuối cùng chỉ còn lại vài người chúng tôi. Nếu bọn họ thật sự như Trang Vân Đông, tôi cũng không ngại xử lý bọn họ, nhưng nếu bọn họ không quá hư hỏng, tôi hy vọng thiếu gia tha cho bọn họ một mạng. Cố Hàm Sương khẽ nói. Nếu bọn họ còn sống, tôi ít nhất cũng cảm thấy trên đời này cũng không cô đơn. Sương nha đầu chị vốn không cô đơn, không phải có tôi và chị sao? Hạ Thiên có chút mất vui. Tôi còn có mười mấy bà vợ ở cùng chị, thậm chí chị còn vui hơn cả trước kia. Hạ Thiên dừng lại một chút rồi nói thêm. Tốt lắm, xương nhà đầu, chị trước nay đều rất ngoan, vì vậy tôi cũng muốn chị vui vẻ. Nếu chị thật sự không muốn làm cho bọn họ phải chết, tôi sẽ để bọn họ sống. Bây giờ tôi đến cục công an, để đám cảnh sát tìm người cho chúng ta. Cảm ơn thiếu gia cố hàm sương ngẩng đầu nhìn hạ thiên cặp mắt kia vốn tĩnh mịch hình như có thêm chút tình cảm lại càng làm cho nàng thêm xinh đẹp không cần cảm ơn hôn tôi một cái là được hạ thiên thuận miệng nói vâng thiếu gia. cố hàm sương có chút trần trừ sau đó vẫn đưa môi đào sang hôn lên mặt hạ thiên sương nha đầu đúng là ngoan ngoãn hạ thiên thỏa mãn hắn đứng lên kéo cố hàm sương ra ngoài cố hàm sương ra khỏi cửa còn hỏi một câu thiếu gia, cảnh sát có giúp chúng ta không? Yên tâm, bọn họ sẽ nghe lời. Hạ Thiên nói ra những lời này rất tự tin, hắn nói xong thì kéo cố hàm xương vào thang máy, sau đó lấy điện thoại ra bấm một dãy số. Án xe chờ tiền bị cướp, dù là nơi nào cũng là án lớn, vì vụ án này mà cảnh sát thục đô đã lập tổ chuyên án đặc biệt, tổ trưởng là phó cục trưởng phụ trách quản lý hình sự trinh sát, tất nhiên vị phó cục trưởng này chỉ là cái danh, phá án thực tế chính là tổ trưởng tổ trọng án cục công an thành phố, là Đào Trí Trạch. Lúc đầu khi tiếp nhận vụ án này thì Đào Trí Trạch đã điều tra một lượt, tuy đây là vụ án lớn nhưng không phải quá khó, vì có sẵn tư liệu. Cảnh sát thuận lợi có được ảnh hung phạm, tuy không tìm ra tên tuổi của đối phương trong kho thân phận nhưng hắn vẫn tin cảnh sát muốn bắt tội phạm về quy án cũng không khó. Thời gian sau đó những dự đoán của Đào Trí Trạch cũng được chứng thật, đó không phải là năng lực điều tra của công an quá kém, cũng không phải hung thủ ẩn nấp quá kín vì chỉ 3 ngày mà cảnh sát đã 10 lần nhận được tin báo của quần chúng. Nhưng Đào trí Trạch bắt đầu cảm thấy không vui nổi, vì hắn phát hiện dù năng lực điều tra của cảnh sát là rất tốt, nhưng năng lực chống lại cảnh sát của tội phạm cũng siêu cường. Dưới sự nhiệt tình báo cáo của nhân dân, tổ chuyên án đều dùng tốc độ nhanh nhất để hành động, 4 lần trong số đó đều kịp thời chạy đến. Nhưng tình huống vẫn như cũ, không bắt được tội phạm, căn bản cảnh sát cũng tổn thất nghiêm trọng, hai cảnh sát chết, 4 trọng thương hơn 10 người bị thương không tính là quá nặng. Vì vậy mà 10 phút trước khi nhận được tin báo thì Đào Trí Trạch thật sự không biết nên làm sao, hắn đã hạ lệnh cho thủ hạ, không được đuổi theo khi chưa có lệnh, vì hắn sợ thủ hạ của mình lại toi mạng. chương 1224, quả nhiên rất ngọt. Đào Trí Trạch biết rõ, bây giờ mình đuổi bắt không còn là kẻ cướp xe tiền, cũng không phải là cướp xe tiền và công nhiên khiêu chiến với cảnh sát, mà đó là vì lúc này vấn đề đã nghiêm trọng, hai cảnh sát hy sinh vì nhiệm vụ, chỉ cần đơn giản nhìn vào điểm này cũng làm cho cảnh sát không tiếc giá nào mà đuổi bắt hung thủ. Dù đã dấn thân vào nhưng lần này đào trí trạch thật sự không có quá nhiều tin tưởng, vì ngày hôm qua, trong đợt đuổi bắt mới nhất, hắn tận mắt thấy tên cướp đứng trong mưa bom bão đạn vẫn thoải mái tránh khỏi vòng vây, đồng thời còn giết một cảnh sát và làm năm người khác bị thương, mà hắn cản bản không phát hiện vì sao tên cướp làm được. Dù tin tức này bị giấu, dân chúng không biết rõ, nhưng trong cục công an thì mọi người đã nghi kỵ nặng nề, ai cũng nghị luận, thậm chí còn có vài người bắt đầu cho rằng tên cướp không phải là người, có kẻ cho rằng đối phương là yêu quái. Bây giờ sĩ khí trong cục công an đã hạ xuống thấp, đám người đã từng tham dự hành động bắt cướp thật sự không còn lòng tin, vì vậy phải thay thế một nhóm cảnh sát khác, đồng thời còn mời chuyên gia đến hỗ trợ. Tổ trưởng, tất cả đều đã chờ lệnh, đã xuất phát được chưa? Một nữ cảnh sát đi đến gần, vẻ mặt có chút bất an. Nữ cảnh sát này là thành viên tổ trọng án, trước đó cũng từng tham dự quá trình bắt cướp, rõ ràng nàng đang rất bất an. "Để tôi xem xét." Đào Chí Trạch nói rất nhỏ, hắn thật sự không muốn đẩy thủ hạ lên đường chết, cũng không muốn những cảnh sát khác gặp nguy hiểm, nhưng thật sự không có lựa chọn nào khác. Lúc này hắn phải làm, hắn chỉ hy vọng có thể tìm được phương án tốt hơn, có thể bắt được bọn cướp, cũng có thể làm cho đám nhân viên cảnh sát không còn thương vong. Nhưng lúc trước Đào Chí Trạch đã không tìm ra biện pháp, bây giờ chỉ còn vài phút, hắn tìm ra được biện pháp sao? Vài phút sau, khi đang chuẩn bị hạ lệnh thì điện thoại của Đào Chí Trạch vang lên, hắn lấy ra xem, người điện thoại đến là cục trưởng, vì vậy hắn ngây người mà cảm thấy không ổn. Phải biết rằng trước đó người ra lệnh là vị phó cục trưởng trên danh nghĩa kia, bây giờ cục trưởng điện thoại đến, sự việc càng thêm nghiêm trọng. Cục trưởng Vương, chào anh, tôi là Đào Chí Trạch. Đào Chí Trạch cảm thấy quan hệ giữa mình và vị cục trưởng Uông này không tính là quá tốt, bình thường rất ít kết giao, tuy hắn là tổ trưởng tổ trọng án, nhưng thực tế tổ trọng án và cục trưởng là cách biệt quá xa. "Anh Đào, chuyện vụ án." Giọng điệu của cục trưởng Uông rất ôn hòa, điều này làm cho Đào Chí Trạch cảm thấy bất ngờ. Đào Chí Trạch thầm nghĩ cục trưởng Uông điện thoại đến đốc thúc bắt người, Đào Chí Trạch trả lời ngay. "Cục trưởng Uông, đã có vị trí của tên cướp, tôi đang sắp xếp đi bắt." tất cả chỉ chờ lệnh anh, có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Anh Đào, tôi đã hiểu tình huống, bọn cướp không phải người thường, không phải đám cảnh sát bình thường các anh có thể đối phó được. Giọng điệu của cục trưởng Uông trở nên mạnh mẽ có lực. Nhưng các anh không cần lo lắng, thượng cấp sẽ phái người đến hỗ trợ, lập tức sẽ có một vị tên là Hạ Tiên Sinh đến cục tìm anh, chuyện bắt tên cướp sẽ do vị Hạ Tiên Sinh này phụ trách. Thượng cấp phái người xuống. Đào trí trạch sướng sờ cục trưởng uông cục công an tỉnh phái người xuống sao không phải cao hơn tỉnh là người từ thủ đô cục trưởng uông dùng giọng có chút quái dị nói anh đào tóm lại vị hạ tiên sinh kia đến anh ta nói gì anh cũng nghe theo là được không nên hỏi thì đừng hỏi hành động của các anh lần này cũng tạm dừng đợi anh ta đến rồi nói sau tôi kết luận một câu tất cả đều nghe theo vị hạ tiên sinh kia vâng cục trưởng uông Tôi sẽ nghe lời chỉ dạy của Hạ Tiên Sinh." Đào Trí trẻ cảm thấy tin tức này quá bất ngờ, nhưng cũng là tin tức tốt với hắn. Đào Trí trẻ chợt dừng lại rồi hỏi: "Cục trưởng Uông, làm sao để xác nhận thân phận của vị Hạ Tiên Sinh kia?" "Anh ta là Hạ Thiên, rất trẻ, 20 tuổi, tôi chỉ biết như vậy mà thôi, nhưng thưởng cấp nói cho tôi biết, không ai dám giả mạo thân phận của anh ấy, vì vậy nếu có người xưng là Hạ Thiên, sẽ nhất định là hắn." Cục trưởng Uông biết cũng không nhiều hơn so với Đào Chí Trạch. Đào Chí Trạch đang định nói thêm thì ngoài cửa vang lên một âm thanh. Ai là Đào Chí Trạch? Đào Chí Trạch quay đầu, hắn thấy một người đàn ông chưa quá 20 đứng ngoài cửa, người này rất bình thường, nhưng bên cạnh lại có một người phụ nữ không bình thường. Đây là một người ăn mặc theo kiểu đạo cô, trên lưng còn đeo trường kiếm, một đạo cô xinh đẹp tuyệt vời. Cục trưởng Uông, cậu ấy đã đến." Đào Chí Trạch khẽ nói vậy cậu tiếp đái anh ta đi. Cục trưởng Uông nhanh chóng cúp điện thoại. Đào trí trẻ cũng không dám chậm trễ, hắn đặt điện thoại xuống, khách khí nhìn người đàn ông trẻ. Tôi là Đào Trí Trạch, là tổ trưởng tổ trọng án Cục Công an thành phố, xin hỏi cậu là. Tôi là Hạ Thiên, đến giúp anh bắt cướp. Người đến là Hạ Thiên, hắn báo thân phận của mình rồi hỏi. Nghe nói bây giờ các anh đã biết bọn cướp ở chỗ nào. Đúng vậy, Hạ Thiên sinh, căn cứ vào tin báo, người kia đang ở trong một câu lạc bộ, cảnh sát chúng tôi đã quản chế khắp chung quanh. Đào trí trạch vội vàng trả lời, dù Hạ Thiên xuất hiện quá đột ngột, nhưng hắn nhớ đến lệnh của cục trưởng, tất nhiên cũng nhanh chóng trả lời. Câu lạc bộ, Hạ Thiên có chút ngạc nhiên, hắn quay đầu nhìn cố hàm xương. Xương nha đầu, ra cát vấn thiên kia còn là một sắc quỷ ánh mắt thấp kém sao? Thiếu ra, trước kia hắn không phải thế. Cố hàm xương khẽ giải thích một câu sương nha đầu căn cứ vào tư liệu của vợ tóc vàng vừa cung cấp tên kia bây giờ thật sự làm việc rất thấp hèn cướp xe tiền giết hai tên cảnh sát bây giờ còn chạy đến câu lạc bộ tôi nào đã làm như vậy đâu hạ thiên lắc đầu hắn cảm thấy ra cát vấn thiên thật sự là sa đọa muốn tìm phụ nữ cần gì phải vào câu lạc bộ không biết dùng bản lĩnh tán gái sao thiếu ra hắn không thể so được với cậu cố hàm sương khẽ nói à sương nha đầu chị nói ngày càng ngọt Hạ Thiên cười hì hì, sau đó hôn lên môi đỏ của cố hàm xương rồi nói. Quả nhiên là ngọt, gương mặt trắng nõn của cố hàm xương có hơi đỏ, mà đào trí chạy ở bên cạnh lại trợn mắt há mồm, Hạ Thiên sinh này do thượng cấp phái đến, sao không thấy có chút. Tin tưởng nào, thiếu ra, chúng ta đi tìm ra cát vấn thiên thôi. Cố hàm xương nhắc nhở Hạ Thiên. À, được rồi, trước tiên bắt tên kia lại rồi nói sau. Hạ Thiên cuối cùng cũng nhớ đến mục đích của mình, hắn quay đầu nhìn đào trí trạch này anh đưa chúng tôi đến câu lạc bộ kia vâng hạ tiên sinh đào trí trạch gật đầu đồng thời hỏi hạ tiên sinh cảnh sát đã chờ lệnh bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát xin hỏi anh có cần cho bọn họ tham dự không không cần anh trực tiếp đưa tôi đi là được bắt người cứ giao cho tôi hạ thiên hời hợt nói hạ tiên sinh cướp không phải là người thường đào trí trạch còn nói thêm Hạ Thiên dùng giọng mất kiên nhẫn cắt ngang lời đào Chí trạch. Tất nhiên không phải là người thường, vì vậy mới cần tôi đến bắt, tóm lại anh dẫn đường là được, không cần quan tâm đến chuyện khác. Vâng, Hạ Thiên sinh. Đào Chí trạch không nói thêm điều gì, nhanh chóng đưa Hạ Thiên và cố hàm xương rời khỏi cục công an. Câu lạc bộ Tiếu Ba Bỉ Đây là một trong những câu lạc bộ nổi tiếng thành phố Thục Đô, trong truyền thuyết thì tiểu thư ở đây còn có xuất phân là người mẫu, nhưng dù sau đó cũng là tin đồn, có thật hay không chỉ có khách làng chơi mới biết. Lúc này còn chưa tính là quá tối, đối với đa số mọi người thì lúc này mới bắt đầu cuộc sống về đêm mà thôi. Đêm nay câu lạc bộ tiếu ba bỉ có một vị khách đến sớm, chưa qua 6 giờ đã có người đến, sau đó chọn 12 vị tiểu thư dáng người ngon nhất, bao hết một gian phòng lớn nhất của câu lạc bộ, sau đó bắt đầu chơi trò hoan lạc một nam 12 nữ. Khi bắt đầu thì là trận đấu cởi quần áo, ai nhanh nhất được 100 ngàn, vì vậy mà chưa đến một phút, các tiểu thư đã cởi sạch. Sau đó đến lượt cởi quần áo của vị khách quý, ai cởi được một thứ sẽ cho 10 ngàn, vì vậy chưa đến một phút sau thì trên người hắn đã sạch trơn. Vị khách này tạo ra động tính quá lớn, vì vậy mà quản lý câu lạc bộ mới chú ý và phát hiện đây là tên cướp xe tiền, sau đó báo cảnh sát. Nhưng khi Hạ Thiên vào câu lạc bộ thì bữa tiệc cuồng hoan của Gia Cát Phấn Thiên vẫn còn chưa kết thúc, Hạ Thiên đẩy một chiếc ghế ra ngồi nhìn vào bên trong, không khỏi thầm nói tên này tuy ánh mắt không cao nhưng lại biết hưởng thụ. Đám phụ nữ trong phòng đang uốn éo người, có cô uốn éo trên người ra cát vấn thiên, có cô múa trong không chung. Rõ ràng ra cát vấn thiên đang hưởng thụ về thị giác, tuy hạ thiên thấy những người phụ nữ kia tuy không đẹp, dáng người bình thường, hơn nữa lại rất bẩn, nhưng hắn cũng thừa nhận mình chưa được hưởng thụ qua phương pháp này. Nhạc bên trong câu lạc bộ rất ồn, khi hạ thiên và cố hàm xương tiến vào cũng không làm ai chú ý. Hạ Thiên đứng trước cửa vài chục giây, sau đó không nhịn được phải hét lên. "Này, các cô gái ra ngoài hết cho tôi." Chương 1225, trực tiếp đập chết. Dù trong phòng rất ồn ào nhưng lời nói của Hạ Thiên vẫn mang theo một lực lượng khó cản, chỉ sau khoảnh khắc đã truyền vào trong tai mọi người. Nhưng đám phụ nữ kia có nghe mà không phản ứng, vẫn giãy dụa cơ thể, người duy nhất phản ứng chính là Gia Cát Vấn Thiên đang ngồi hưởng thụ. Hắn nhìn về phía cửa, vẻ mặt chợt biến đổi không phải vì hạ thiên, mà là vì cố hàm xương. Gia Cát Vấn Thiên lấy một đống tiền mặt ném cho các cô gái, sau đó nói. Mau mặc quần áo rồi đi ra. Các cô gái nghe được lời này của Gia Cát Vấn Thiên thì cuối cùng cũng có hành động, ai cũng ngừng động tác, bắt đầu mặc quần áo, sau đó ai cũng cầm một mớ tiền ra khỏi phòng, cuối cùng chỉ còn lại một mình Gia Cát Vấn Thiên. Gia Cát Vấn Thiên chậm rãi mặc quần áo, sau đó đứng lên chậm rãi nói một câu. Hàm xương, là cô sao? Gia Cát Vấn Thiên sở dĩ không thể xác định vì cố hàm Sương luôn đưa lưng về phía này, rõ ràng nàng không muốn xem tình cảnh hoang đường bên trong. Lúc này nhạc đã tắt, không gian có vẻ yên tĩnh, nhưng bên trong câu lạc bộ vẫn rất ồn, tất nhiên đối với đám người đang đứng đây, muốn nghe rõ lời nói của đối phương thì quá dễ. Sương nhà đầu, chỉ có thể xoay người, tên kia mặc quần áo tử tế rồi. Hạ Thiên lúc này nói một câu. Cố hàm Sương cuối cùng cũng xoay người nàng nhìn về phía Gia Cát Vấn Thiên. Chú Gia Cát, sao chú lại biến thành như vậy? Chú! Hạ Thiên nghe cách xưng hô của cố hàm xương mà không khỏi ngây người, người này chẳng lẽ còn lớn hơn xương nha đầu vài chục tuổi. Hàm xương, thật sự là cô! Gia Cát Vấn Thiên lúc này cũng nhìn thấy rõ gương mặt của cố hàm xương, cũng xác nhận suy đoán của mình, nhưng hắn vẫn có chút kinh ngạc. Sao giọng điệu lại biến thành thế này? Chú Gia Cát, cổ họng của cháu đã được trị, vì thế âm thanh là như vậy. Cố Hàm Sương trả lời. Nhưng, chú nói cho cháu biết, sao chú lại trở thành thế này? Trời muốn người diệt vong, tôi vốn đã cách cái chết không xa, sao không để ông trời thỏa mãn, trước tiên điên cuồng một lần. Gia Cát Vấn Thiên bình tĩnh trở lại, hắn dùng giọng không nhanh không chậm nói. Hàm Sương, người khác không hiểu nhưng cô nên hiểu ý của tôi, tôi về đến Thanh Thành thì phát hiện chỗ đó không còn là nhà của mình, trăm năm qua đi, tất cả đều bị hủy diệt, tất cả đều không còn tồn tại, hy vọng cuối cùng của tôi cũng bị hủy diệt. Hủy diệt rồi sao? Cố hàm xương hình như cảm thấy khó hiểu. Sao lại bị hủy diệt? Quá nhiều người thì tất nhiên là hủy diệt, chờ khi tôi phát hiện không thể nào tiếp tục tu tiên, tôi định sống tốt cho qua thời gian, nhưng chợt phát hiện mình hai bàn tay trắng, không thân nhân, không tiền, căn bản không có gì sinh tồn trên đời này. Tôi định lên núi trồng trọt, muốn tự cung tự cấp, nhưng lại có người nói cho tôi biết tôi không thể trồng vì đó không phải là đất của tôi gia cát vấn thiên chậm rãi đi ra cửa sau đó đứng cách cố hàm sương một khoảng chưa đến một mét cuối cùng tôi cũng bỏ đi đi đến thành phố thục đô vào thành phố này làm một tên ăn mày cũng dần thích ứng với xã hội nhưng tôi vẫn thiếu một thứ dù là ở đâu và thời nào cũng cần đó là tiền vì vậy mà chú đi cướp cố hàm sương vẫn có chút khó tiếp nhận đúng vậy tu luyện trên trăm năm có được thứ gì. Chính là lực lượng mạnh, tôi tuy cố gắng cả trăm năm và kết quả cũng là cái chết, nhưng muốn trước khi chết cũng. Được sống ngày tốt lành. Gia Cát Vấn Thiên rất bình tĩnh, rõ ràng hắn cảm thấy như vậy không có gì không đúng. Hàm xương, thế giới này đã không thích hợp cho sự sinh tồn của chúng ta, cô còn trẻ hơn tôi vài năm, cô nên nghe lời tôi, sống cho tốt. Có thể là lấy Trang Vân Đông, nếu không thích thì lấy một người đàn ông bình thường, sinh con để cái, giúp chồng dạy con, không cần theo đuổi thiên đạo vô căn cứ. Sương nha đầu, thật ra tên này nói rất đúng, sau này chị nên ngoan ngoãn làm tiểu nha hoàn của tôi, thiếu gia sẽ sủng ái chị. Hạ thiên nói tiếp một câu, hắn nãy giờ không nói gì và cũng không ra tay vì cố hàm sương đang nói, nàng muốn nói vài lời với gia cát vấn thiên. Cậu nói gì? Gia cát vấn thiên chuyển ánh mắt lên người hạ thiên. Cậu có tư cách gì mà để hàm sương làm nha hoàn cho mình? hạ thiên còn chưa nói thì cố hàm sương đã mở miệng trước chú gia cát tôi thật sự làm nha hoàn cho thiếu gia cái gì vẻ mặt gia cát vấn thiên cực kỳ khó tin hắn đầu tiên là nhìn hạ thiên sau đó nhìn vào cố hàm sương một phút sau mới mở miệng hàm sương chỗ này ánh sáng không tốt đến bây giờ tôi mới phát hiện khí sắc của cô tương đối tốt nếu so sánh với lần gặp mặt trước đó thì tốt hơn nhiều rõ ràng là công lực tăng tiến hơn nữa cô đã trẻ hơn âm thanh cũng biến đổi chẳng lẽ đã luyện thành kim đan cố hàm xương khẽ gật đầu chú gia cát cháu còn một bước xa nữa mới đến kim đan kỳ nhưng thiếu gia là thần y có thể giúp cháu chữa trị cơ thể cũng vì vậy mà cô làm nha hoàn cho hắn gia cát vấn thiên hừ một tiếng trang vân đông đâu hắn đồng ý cho cô làm nha hoàn sao chú gia cát trang vân đông đã chết rồi viên thiên chính cũng mất đến bây giờ cũng chỉ còn lại bốn người tôi không hy vọng chú cũng chết đi. Cố hàm xương nói bằng giọng có chút sầu não. Chú ra cát, chú đã từng rất chăm lo cho đám hậu bối chúng cháu, chú cũng nhiều lần cổ vũ chúng cháu, nói chúng cháu có tương lai thành tiên. Vì vậy mong chú đồng ý với cháu một sự kiện, không nên cướp bóc, không cần giết người, chỉ cần làm một người bình thường là được. Cũng giống như những gì chú vừa nói với cháu, chú cũng có thể tìm một người phụ nữ của mình để sống hết quãng đời còn lại, như vậy có tốt không? Nếu chú thiếu tiền, cháu có thể cho chú, gia tộc của cháu vẫn còn, cũng khá giàu có, có thể để chú không cần lo lắng đến hết nửa đời còn lại. Hàm xương, ý tốt của cô tôi rất hiểu, nhưng tôi không giống cô, tôi đã không sống được bao lâu nữa rồi, tôi cảm thấy cơ thể đang nhanh chóng dại yếu, tôi chỉ muốn thừa dịp còn chút công lực để làm chút chuyện mà người thường không làm được. Tôi cũng không muốn tuy luyện trăm năm để rồi cuối cùng le lói tắt ngúm, dù là giết người hay cướp của, tất cả giống như một thể nghiệm mới đến khi đủ thể nghiệp, đời tôi sẽ đến giai đoạn cuối cùng. Gia Cát Vấn Thiên thản nhiên nói. Nếu cô muốn bắt, tôi cũng không trách cô, nhưng dù cô mạnh hơn tôi một chút, tôi muốn chạy đi cũng không khó. Chú Gia Cát, không phải thế, chỉ cần chú tình nguyện, cháu sẽ cho chú sống thêm được vài chục năm. Cháu đã nói rồi, thiếu gia là thần y, cậu ấy đã đồng ý với cháu, sẽ cho chú sống cuộc sống bình thường thêm vài chục năm nữa. Cố Hàm Sương vẫn muốn thay đổi cách nghĩ của Gia Cát Vấn Thiên. Phải không? Gia Cát Vấn Thiên quay đầu nhìn Hạ Thiên, trong mắt có chút kinh ngạc. Y thuật của hắn thật sự thần kỳ vậy sao? Đúng vậy, thiếu gia có y thuật thần kỳ, cháu đã từng được thể nghiệm. Cố Hàm Sương vội vàng nói. Gia Cát Vấn Thiên vẫn lắc đầu. Dù vậy thì phải làm thế nào đây? Tôi đã giết người, đã cướp tiền, bọn họ sẽ không cho tôi sống an ổn, thứ này thiếu gia có thể giải quyết, chỉ cần chú đồng ý là được, sau này thiếu gia sẽ có sắp xếp cho chú, đảm bảo nửa đời sau không lo cơm ăn áo mặc, sẽ không lo lắng có người quấy dày. Cố Hàm Sương vẫn rất chân thành, điều này làm cho Hạ Thiên hiểu, nhà đầu Hàm Sương này thật sự rất quan tâm đến Gia Cát Vấn Thiên. Gia Cát Vấn Thiên lại nhìn về phía Hạ Thiên, trong mắt có chút khác thường. Nhìn cậu có vẻ rất lợi hại, có thể làm cho hàm xương tôn sùng như vậy thì chắc là nhân vật không tầm thường, cậu tên gì? Tôi tất nhiên là lợi hại, không gì không làm được. Hạ Thiên lười biếng nói. Tôi là Hạ Thiên, Hạ trong xuân Hạ thu đông, Thiên trong thiên Hạ đệ nhất thiên, tôi là Hạ thần y đệ nhất thiên Hạ, cũng là cao thủ đệ nhất thiên Hạ. Tôi khuyên anh nên nghe lời của Sương Nha Đầu, nếu không tôi cũng chỉ có thể xử lý anh. Thật ra tôi cũng muốn trực tiếp xử lý anh cho xong chuyện, miễn phiền toái, nếu không phải Sương Nha Đầu muốn giữ lại mạng cho anh, tôi cũng không có thời gian nói nhảm cao thủ đệ nhất thiên hạ. Gia Cát Vấn Thiên lại tỏ ra kinh ngạc. Đến bây giờ tôi vẫn chưa nghe qua tên của cậu, hơn nữa tôi cũng không thấy được chút khí tức cao thủ trên người cậu. Chú Gia Cát, thiếu gia có công lực mạnh hơn cháu rất nhiều. Cố Hàm Sương không nhịn được phải nói. Cái gì? Gia Cát Vấn Thiên lần này chính thức kinh hoàng, ánh mắt cũng nhìn chầm chầm vào Hạ Thiên, sau đó mới chậm rãi nói. Linh khí thu lại, trở về nguyên trạng, ít nhất phải có tu vi kim đan kỳ, chẳng lẽ cậu là cao thủ kim đan kỳ? Hạ thiên không nhịn được, hắn đánh ra một trường, một trường không có bất kỳ dấu hiệu gì nhưng rất nhanh, hắn ra tay ngay cả cố hàm xương cũng không ngờ, ra cát phấn thiên cũng không ngờ. Thực lực hai bên khác biệt lớn, vì vậy bây giờ hạ thiên chợt ra tay đánh lén, kết quả tất nhiên là ra cát phấn thiên căn bản không kịp phản ứng đã bị hạ thiên đánh bay. Hạ thiên tung trường rất có chừng mực, ra cát phấn thiên bay ra sau ba thước sau đó dừng lại, đứng yên không hao tổn, không có dấu hiệu bị thương. Cậu, cậu thật sự là... Gia Cát Vấn Thiên cực kỳ kinh hãi, rõ ràng lúc này hắn đã biết Hạ Thiên thật sự là cao thủ siêu cấp, hắn thấy thực lực của Hạ Thiên đã vượt qua Kim Đan Kỳ. chương 1226, anh có thể nói chuyện với xương Nha Đầu. Gia Cát Vấn Thiên dùng ánh mắt khó tin nhìn Hạ Thiên, trong miệng thì thảo nói. Điều này sao có thể? Sao lại có người tu luyện đến Kim Đan Kỳ? trên đời này sao lại còn tồn tại người tu tiên mà chúng ta không biết? Anh không biết. Hạ Thiên lười biếng nói. Tôi không cần tu luyện cũng đến kim đan kỳ, tôi là thần y không làm gì không được, muốn biến ai thành thần tiên cũng được. Hạ Thiên quay đầu nhìn cố hàm xương rồi nói. Sương nha đầu, tôi thấy nên cho người này một trưởng là xong, nếu chị không vui, tối nay tôi sẽ biến chị thành cao thủ kim đan kỳ, như vậy chị sẽ vui hơn. Thiếu ra, trước tiên cứ chờ chút, Tôi khuyên chú ra cắt một chút nữa đã. Cố hàm xương khẩn cầu. Cậu nói vậy là có ý gì? Gia Cát Vấn Thiên dùng ánh mắt sợ hãi nhìn Hạ Thiên. Cậu có thể tùy tiện biến một người thành cao thủ kim đan kỳ. Tôi đã sớm nói rồi, không gì tôi không làm được. Hạ Thiên lười biếng nói. Hàm xương, cậu ta nói thật sao? Gia Cát Vấn Thiên quay sang hỏi cố hàm xương. Cố hàm xương nhìn Hạ Thiên, nàng có chút trần trừ nàng không biết Hạ Thiên sao lại có năng lực như vậy, vì nàng cảm thấy một khi làm cho người ta biết rõ điều này thì hậu quả sẽ khác biệt. Trang Vân Đông cũng vì biết năng lực khủng bố của Hạ Thiên mà đột nhiên đánh nàng bị thương, còn lấy nàng làm thứ trao đổi với Hạ Thiên. Nàng biết rõ với người tu tiên thì năng lực của Hạ Thiên là một sức hút khó thể chống lại. Sương nha đầu, nói cho anh ta biết sự thật, không có vấn đề gì. Hạ Thiên hình như hiểu nguyên nhân trần trừ của cố hàm Sương, cũng biết nàng đang trưng cầu ý kiến của mình, vì vậy hắn mới nói nàng cho ra câu trả lời thuyết phục. Cố hàm xương nghe được những lời này thì có chút do dự, sau đó nàng nhìn ra cát vấn thiên, cuối cùng mở miệng. Chú gia cát, thật ra cháu cũng không hiểu quá rõ, nhưng y thuật của thiếu gia thật sự thần kỳ, hơn nữa thiếu gia đã học xong nghịch thiên bát châm. Cái gì, nghịch thiên bát châm, là nghịch thiên bát châm trong truyền thuyết. Gia cát vấn thiên cực kỳ khiếp sợ, sau đó hắn nhìn hạ thiên rồi vội hỏi. Cậu học được mấy châm rồi? Ngũ châm. Hạ thiên lười biếng trả lời. Ngũ châm thành đan, ngũ châm thành đan, khó trách, khó trách cậu nói có thể biến hàm xương thành cao thủ kim đan kỳ, thật sự khó tưởng, thật sự khó tưởng, trên đời này thật sự có nghịch thiên bát châm. Tôi vẫn cho rằng đây chỉ là truyền thuyết, không thể có loại châm pháp này, xem ra thượng tiên vẫn không hy vọng người tu tiên bị diệt sạch. Gia cát phấn thiên thật sự chấn động, không ngừng lẩm bẩm, trong mắt lóe lên hào quang sáng rực, rõ ràng rất hưng phấn chú gia cát cố hàm xương mơ hồ cảm thấy có gì đó là lạ vì vậy mở miệng nhắc nhở gia cát vấn thiên nhưng cố hàm xương còn chưa nói dứt lời thì đã bị gia cát vấn thiên cắt đứt nhưng gia cát vấn thiên cũng không phải nói với nàng mà nói với hạ thiên cậu có thể biến hàm xương thành cao thủ kim đan kỳ như vậy cũng có thể biến tôi thành cao thủ kim đan kỳ phải không chỉ cần cậu biến tôi thành cao thủ kim đan kỳ dù cậu muốn tôi làm gì tôi đều đồng ý tôi cũng có thể như hàm xương làm nô bộc cho cậu tôi cũng không hối tiếc tôi chưa nói sẽ biến anh thành cao thủ kim đan kỳ à bây giờ tôi nói cho anh biết tôi sẽ không biến anh thành cao thủ kim đan kỳ hạ thiên lập tức dội cho ra cát phấn thiên một gáo nước lạnh ra cát phấn thiên chợt choáng váng hắn nhìn hạ thiên bộ dạng khó tin vì sao vì sao không được hàm xương có thể sao tôi không thể anh so với xương nha đầu được sao hạ thiên tức giận nói Sương nha đầu là nha hoàn của tôi, anh cũng không phải. Tôi nói rồi, dù là làm nô bộc thì tôi cũng có thể tiếp nhận. Gia Cát Vấn Thiên vội vàng nói. Thứ nhất, tôi không muốn nô lệ cũng không muốn có người hầu, chỉ cần nha hoàn. Anh không phải phụ nữ, không thể làm nha hoàn. Thứ hai, dù anh là phụ nữ nhưng muốn làm nha hoàn của tôi thì cũng hơi khó, không xinh đẹp như xương nha đầu, căn bản tôi không cần. Hạ Thiên lười biếng nói vì vậy anh đừng si tâm vọng tưởng. Tôi là người tu tiên, một nô bộc như tôi hẳn là hữu dụng. Gia Cát Phấn Thiên vẫn chưa từ bỏ ý định. Thật ra tôi muốn nói cho anh biết, nếu anh làm nô bộc cho tôi cũng là vô dụng, vì vợ tôi đều lợi hại hơn anh, xương nha đầu cũng lợi hại hơn anh. Hơn nữa các chị ấy đáng tin hơn anh, tôi cảm thấy trừ tôi ra thì đàn ông đều không đáng tin. À, ngoài vợ tôi ra thì tất cả cũng không đáng tin, tất nhiên, xương nha đầu thì không giống, cô ấy là nha hoàn của tôi cũng đáng tin hạ thiên tỏ ra không quan tâm vẻ mặt gia cát vấn thiên trở nên khó coi lần này hắn hắn ý thức được cố hàm xương có sức hấp dẫn rất lớn với hạ thiên không phải vì nàng là người tu tiên căn bản vì gương mặt xinh đẹp của nàng hàm xương cô có thể gia cát vấn thiên quay đầu nhìn cố hàm xương giọng điệu có chút tối nghĩa hắn mong nàng có thể biện hộ giúp mình Này, đừng ép xương nha đầu phải cầu tình cho anh Hạ Thiên nhìn thấu ý đồ của Gia Cát Phấn Thiên. Tôi đã nói với anh rồi, tôi vốn trực tiếp xử lý anh, nhưng xương Nha đầu không muốn anh chết, vì vậy tôi nể mặt chị ấy mà quyết định cho anh sống thêm vài chục năm, có cuộc sống của người bình thường, nếu anh không thích thì đi chết là vừa." Hạ Thiên nói như vậy thì Cố Hàm Sương cũng không thể cầu tình, vì Hạ Thiên đã nói rõ, dù nàng cầu tình cũng không được. Thật ra dù Cố Hàm Sương hy vọng Hạ Thiên giúp Gia Cát Phấn Thiên, nhưng nàng cũng không thấy Hạ Thiên có gì không đúng nàng thấy một người tu luyện thành kim đan thì chính là một ban ân vô giá, ban ân này có thể ngộ mà không thể cầu. Hạ thiên tình nguyện giúp nàng lên kim đan kỳ, đây rõ ràng là hắn ân sủng nàng, mà hắn không muốn giúp ra cát vấn thiên, như vậy người khác cũng không có tư cách quyết định. Vì hắn có quyền ban ân cho bất kỳ kẻ nào, cũng có quyền không ban ân cho ai. Gia Cát Vấn Thiên nhìn cố hàm xương trầm mặc không nói mà có chút nản lòng, vì hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn, vài phút trước hắn thấy được hy vọng, thấy hy vọng thành đan nhưng bây giờ tất cả đã không còn người mang đến hy vọng lại là kẻ bóp nát hy vọng hàm xương xem ra không còn lựa chọn nào khác một lúc sau gia cát vấn thiên mới cười khổ sở cũng thở dài nếu đã như vậy thì tôi nghe lời cậu làm người bình thường thêm vài chục năm cũng tốt chú gia cát chú thật sự đồng ý sao cố hàm xương ngẩn người nàng mừng rỡ hỏi tôi coi như chưa tồn tại 100 năm qua bắt đầu từ bây giờ sẽ sống lại Gia Cát Vấn Thiên cười nhạt một tiếng. Thật ra ngẫm lại cũng thấy trăm năm qua sống uổng phí, ít nhất bây giờ thế giới rất tân kỳ, cũng không giống như trăm năm trước. Chú Gia Cát, chú có thể nghĩ như vậy là rất tốt. Cố Hàm Sương có chút hân hoan. Chú đã quyết định như vậy thì tốt, trước tiên chúng ta rời khỏi đây, dù sao chỗ này cũng không thích hợp làm chính sự. Tốt, thật ra tôi cũng có chỗ ở, cách đây không xa, chúng ta cùng đi. Gia Cát Vấn Thiên khẽ gật đầu, nói đến đây thì hắn có hơi chần chừ. Nhưng đám cảnh sát không ngăn cản đấy chứ. Yên tâm đi, có tôi ở đây, bọn họ sẽ không làm gì anh. Hạ Thiên lười biếng nói, sau đó hắn đi về phía đảo trí trẻ cách đó không xa. Tôi sẽ mang người kia đi. Vâng, Hạ Thiên sinh. Đào trí trẻ cũng không nói gì, nhưng khi thấy Hạ Thiên và Cố Hàm Sương đưa ra các vấn thiên đi, hắn có chút buồn bực, người của cảnh sát chẳng lẽ chết không không như vậy sao? Khi Hạ Thiên biến mất thì đào trí trạch lấy điện thoại ra bấm số của Cục trưởng Uông. Gia Cát Vấn Thiên thật sự có chỗ ở, hơn nữa còn là một biệt thự, còn vì sao có được thì hắn không nói, nhưng rõ ràng không phải là mua được. Vài ngày trước hắn mới cướp xe tiền, cũng không mua nhanh như vậy, mà chút tiền kia cũng không mua được biệt thự thế này. Hạ Thiên khứ giác nhạy bén, hắn nghe được mùi máu tươi nhàn nhạt, nhạt, lại nhìn bố trí trong biệt thự, hắn cảm thấy đây là thứ mà Gia Cát Vấn Thiên cướp được chủ nhân biệt thự có lẽ đã bị tên này xử lý. Đúng là không có tương lai. Hạ thiên thầm khinh bỉ ra cắt vấn thiên, hắn cảm thấy trực tiếp xử lý tên này thì hay hơn, nhưng phải làm sao để tìm ra lý do, nếu không cố hàm xương sẽ oán trách hắn. Chú ra cát, nếu không, bây giờ nói thiếu ra giúp chú. Cố hàm xương hy vọng làm cho nhanh, vì nàng thấy hạ thiên có vẻ không tình nguyện, vì vậy hắn lo lắng hạ thiên sẽ thay đổi. Hàm xương, không vội gia cát Vấn thiên lắc đầu các người vừa đến nhà tôi dù thế nào thì cũng là khách trước tiên tôi pha trả cho các người chú gia cát không cần khách khí nên để cho thiếu gia giúp đỡ cố hàm sương lắc đầu nói điều này gia cát phấn thiên có hơi trầm ngâm sau đó có chút ngượng ngùng hàm sương thật ra tôi đối với chuyện này còn có chút nghi kỵ tôi còn có vài vấn đề cần hỏi cô sau đó mới đưa ra quyết định cuối cùng được rồi Cố hàm xương hiểu ý của gia cát vấn thiên, sau đó nàng nhìn hạ thiên. Thiếu gia, trước tiên tôi nói chuyện với chú gia cát một chút nhé. Không có vấn đề, các người cứ tự nhiên, tôi không sao. Hạ thiên đồng ý. Một phút sau hạ thiên nhìn cố hàm xương và gia cát vấn thiên lên lầu 2 mà nở nụ cười quỷ dị, hắn chợt phát hiện, sự việc đang phát triển theo xu hướng hắn mong muốn. Trường 1227, mất đi một. Cố Hàm Sương đi theo Gia Cát vấn Thiên lên sân thượng biệt thự, sau đó nàng phát hiện trên này có một chiếc bàn lớn, bên cạnh có hai chiếc ghế nằm, trên bàn còn có rượu có ly, thậm chí còn có vài món ăn, vài đồ vật này nọ. Lúc chưa lên đây uống rượu, cũng chưa kịp dọn dẹp. Khi thấy rượu và thức ăn trên bàn, Gia Cát Phấn Thiên mới như chợt nhớ ra. Đúng rồi, Hàm Sương, khó có cơ hội gặp lại, chúng ta cùng uống một ly Gia Cát vấn Thiên cũng không đợi Cố Hàm Sương lên tiếng hắn xoay người xuống lầu, chưa đến một phút sau đã đưa lên một ly rượu. Hàm Sương, ngồi xuống đi. Gia Cát Phấn Thiên nói với cố Hàm Sương, chính hắn ngồi xuống trước, nhưng lại cầm cái ly vừa lấy lên đặt trước mặt nàng, sau đó cầm bình rượu, mở nắp, vừa rót rượu cho cố Hàm Sương vừa nói. Thật ra thời đại này cũng không tệ, loại rượu nho này có hương vị rất tốt, cô cũng thử xem. Cố Hàm Sương nâng ly rượu lên, nàng khẽ nhấp một ngụm, sau đó buông ly xuống nói. Chú Gia Cát, chú rốt cuộc có nghi kỵ gì? Hàm xương, thật ra tôi muốn hỏi chuyện của Trang Vân Đông, cô nói hắn đã chết, rốt cuộc hắn chết thế nào? Gia Cát vấn thiên khẽ hỏi, tuy hắn cảm thấy chỗ này cách rất xa Hạ Thiên nhưng vẫn cố gắng hạ thấp âm thanh, nhưng điều hắn thật sự không ngờ chính là thính lực của Hạ Thiên không giống người thường, chỉ cần là những thứ hắn thật sự muốn nghe, dù khoảng cách có xa thế nào cũng rót vào tai rất rõ ràng. Chú Gia Cát, chuyện liên quan đến Trang Vân Đông, chú đừng hỏi cháu. Cố hàm xương có chút do so dự, nàng nói. Gia Cát Vấn Thiên tiếp tục truy vấn. Dựa theo tình huống bình thường, bây giờ Trang Vân Đông sẽ không chết, vì thế hắn bị người ta giết chết phải không? Mà người giết chết hắn, ngoài cao thủ Kim Đan Kỳ là Hạ Thiên Gia, tôi thật sự không tưởng còn có người khác làm được. Hàm xương, cô nói xem, có phải Hạ Thiên giết chết Trang Vân Đông, sau đó ép cô làm nha hoàn không? Không, không phải như vậy, chú Gia Cát, chú đừng hiểu lầm. Cố hàm xương lắc đầu. Trang Vân Đông chết còn chưa hết tội, chú thật sự không cần phải hỏi. Hàm xương, nếu tôi không hỏi rõ ràng, sao biết Hạ Thiên là người thế nào? Nếu hắn thật sự giết chết Trang Vân Đông, sao tôi có thể tin hắn cho mình sống thêm vài chục năm? Gia Cát Vấn Thiên khẽ thở dài, sau đó hắn rót cho mình một ly rượu rồi cạn sạch. Đã già rồi, tôi cũng không muốn mất đi vài ngày tháng cuối cùng. Cố hàm xương trầm mặc không nói, vô tình nàng nâng ly rượu lên uống cạn sau đó nàng nói khẽ chú ra cát chú đã muốn biết vậy cháu sẽ nói cho chú biết cố hàm xương chậm rãi tự thuật lại những gì đã phát sinh trước đó mà không hề giấu giếm khi nàng nói ra tất cả thì trong lòng thật sự nhẹ nhàng hơn tuy cảm thấy những ngày qua nàng không quan tâm đến tất cả nhưng nàng hiểu hành động của vị hôn phu trên danh nghĩa là trang vân đông kia thật sự tạo nên đả kích rất lớn cho nàng thì ra là như vậy xem ra Trang Vân Đông thật sự chết còn chưa hết tội. Gia Cát Vấn Thiên chậm rãi gật đầu, bộ dạng giống như có thể hiểu được cố hàm xương, nhưng đúng lúc này hắn lại đổi chủ đề. Nhưng thật ra tôi cũng hiểu cách làm của Trang Vân Đông. Cái gì? Cố hàm xương có chút sững sờ, nàng tưởng lỗ tai của mình có vấn đề. Chú Gia Cát, chú nói gì? Gia Cát Vấn Thiên không trả lời mà chụp vào cổ tay cố hàm xương. Cố hàm xương vô thức muốn tránh, nhưng nàng chợt phát hiện mình không có chút sức lực nào, mà một giây sau nàng chợt phát hiện mình bay lên, ra cát vấn thiên đang kéo nàng phóng đi. Sao có thể như vậy? Cố hàm xương thiếu chút nữa thì khóc giống lên, nàng cũng không ngốc, nàng biết rõ ly rượu vừa rồi có vấn đề, mà lúc này nàng cũng biết vì sao ra cát vấn thiên nói hiểu cho Trang Vân Đông. Vì lúc này ra cát vấn thiên thật sự có hành động giống như Trang Vân Đông. Đầu tiên là Trang Vân Đông, bây giờ là gia cát vấn thiên, một người là hôn phu của cố hàm xương, một người trước kia luôn quan tâm chăm sóc cho nàng, nhưng hai việc mà bọn họ đã làm thật sự làm cho trái tim nàng băng giá. Trang Vân Đông muốn ném nàng cho Hạ Thiên để đổi lấy kết quả thành đan, mà mục đích của gia cát phấn thiên tạm thời chưa rõ, nhưng nàng cũng có thể suy đoán được, chắc chắn cũng giống như Trang Vân Đông, cũng muốn bắt nàng để trao đổi điều kiện với Hạ Thiên. Lúc này cố hàm xương thật sự nản lòng, vì vậy nàng đã quên cầu cứu, mãi đến khi nàng phát hiện mình bị Gia cát Vấn thiên đặt xuống mới tỉnh táo trở lại. Hàm xương, không nên oán trách tôi, tôi cũng không muốn làm vậy, nhưng thiếu gia của cô không giúp tôi thành kim đan, tôi cũng chỉ có thể dùng hạ sách này mà thôi. Gia Cát Vấn Thiên nhìn cố hàm xương. Đây là sân thượng một nhà hàng bình thường, căn bản sẽ không có người đến, vì vậy tạm thời cố sẽ an toàn, cô chúng độc sẽ không mất mạng, còn sau này cô có an toàn hay không, điều này phải xem thiếu gia của cô có thật sự quan tâm đến cô không. Đối với chú, việc tu tiên thật sự quan trọng như vậy sao? Cố Hàm Sương dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn ra cát vấn thiên. Hàm Sương, chẳng lẽ cô còn chưa rõ sao? Cô tu luyện cả trăm năm làm gì? Không phải nó quan trọng hơn bất kỳ thứ gì khác sao? Gia Cát Vấn Thiên không tự giác được phải lớn tiếng. Tôi vốn đã bỏ đi, nhưng các người xuất hiện trước mặt tôi, cho tôi hy vọng, các người sau đó lại làm cho tôi thất vọng tôi cũng chỉ làm cho các người thất vọng mà thôi anh sẽ hối hận cố hàm sương thản nhiên nói nàng tin ra cát phấn thiên bây giờ đi tìm hạ thiên thì tuyệt đối là tìm chết nhưng nàng không nhắc nhở hắn vì nàng biết hắn đã không đáng để nàng quan tâm hối hận thì sao cùng lắm là đi tìm chết ra cát phấn thiên hừ một tiếng cô chờ ở đây chờ tôi thành kim đan tôi sẽ nói hạ thiên biết cô đang ở đây hy vọng khi đó cô còn sống Gia Cát Vấn Thiên nói xong thì lóe người rồi biến mất. Vài phút sau Gia Cát Vấn Thiên về đến biệt thự, nhưng hắn tìm một vòng mà không thấy Hạ Thiên. Khi hắn đang cảm thấy kỳ quái thì nghe thấy động tính trên mái nhà, vì vậy chạy lên sân thượng, đúng lúc hắn thấy Hạ Thiên đang nằm trên ghế, bộ dạng thích ý thoải mái. Hạ Thiên, cậu nhất định rất yêu thích hàm xương phải không? Gia Cát Vấn Thiên mở miệng hỏi. Đúng vậy, tôi rất thích chị ấy, nha hoàn xinh đẹp lại ngoan ngoãn, rất khó kiếm, tôi cảm thấy khó có được nha hoàn như vậy. Hạ Thiên chân thành trả lời. Như vậy, vì cô ấy, cậu phải tình nguyện có chút hy sinh chứ? Gia Cát Vấn Thiên lại hỏi. À, anh muốn nói cho anh biến thành cao thủ kim đan kỳ sao? Hạ Thiên lười biếng hỏi. Vẻ mặt Gia Cát Vấn Thiên chợt biến đổi. Cậu, sao cậu biết? Tôi không thứ gì không làm được, đồng thời không thứ gì không biết. Hạ Thiên đứng lên rũi lưng nói. Nhưng tôi muốn nói cho anh một tin tức không may, tuy tôi tình nguyện làm chút chuyện cho xương nha đầu, cũng không biến anh thành cao thủ kim đan, tôi định biến anh thành một thứ khác hay hơn. Cái gì? Gia Cát Vấn Thiên có chút không ổn, Hạ Thiên quá chân tĩnh, quá khác thường. Người chết! Hạ Thiên bĩu môi nói. Ngươi, ngươi muốn giết ta? Vẻ mặt Gia Cát Vấn Thiên chợt biến đổi. Hạ Thiên, nếu ngươi giết ta, cố hàm xương sẽ chết chắc, ta cho ngươi biết, nàng ta đã bị giấu ở một địa phương không thể tìm được, hơn nữa còn bị trúng độc, nếu để quá lâu là không tốt. Nếu ngươi nhanh chóng biến ta thành cao thủ kim đan kỳ, ta sẽ nói tung tích của nàng ta cho ngươi biết, nếu không thì á, điều này, điều này sao có thể. Gia Cát Vấn Thiên còn chưa nói dứt lời thì vẻ mặt chợt trở, trở nên quỷ dị, hắn thấy một đạo cô xinh đẹp xuất hiện sau lưng Hạ Thiên, đó chính là Cố Hàm Sương. Cố Hàm Sương xuất hiện làm cho Gia Cát Vấn Thiên hoảng sợ ngây người, khi hắn đang ngẩn người thì Hạ Thiên chợt vỗ một trường. Phụt, ra cát phấn thiên há miệng phun ra một ngụm máu tươi, uể oải té xuống đất, mặt trắng như giấy, thoáng chốc đã già đi vài chục tuổi. Lần này một trường của Hạ Thiên là không chút lưu tình. Không, không thể nào, ta rõ ràng đã đưa nàng ta đến đó, nàng, sao nàng ta lại xuất hiện ở đây? Gia Cát Phấn Thiên vừa chống tay đỡ người vừa dùng ánh mắt khó tin nhìn cố hàm xương, hắn dù thế nào cũng không nghĩ ra, cố hàm xương bị chúng độc mang đi, sao bây giờ lại xuất hiện trước mặt hắn mà không có vấn đề gì? Sương nha đầu, chị muốn đích thân ra tay xử lý tên này không? Hạ thiên cũng không muốn xử lý ra các vấn thiên, hắn quay sang hỏi cố hàm xương. Thiếu ra, cậu xử lý hắn đi. Cố hàm xương khẽ lắc đầu, nàng cũng không muốn ra tay. Nói cho ta biết, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Nếu không ta sẽ chết không nhắm mắt. Ra Cát Vấn Thiên biết mình sẽ phải chết, bây giờ điều hắn muốn biết chính là vì sao cố hàm xương không có vấn đề gì. Chú chết không nhắm mắt thì cứ tự nhiên, không liên quan gì đến tôi. Hạ thiên bĩu môi, hắn tiến lên dẫm chân lên ngực ra cát vấn thiên, sau đó dùng sức ấn xuống, một tiếng rên khẽ vang lên, trên đời này thiếu đi một người tu tiên. Hạ thiên thu chân, hắn lấy điện thoại ra bấm số của mộc hàm. Vợ, đã xong, chị cho tên đào trí trẻ kia đến lấy xác tòng phạm chương 1228, tu tiên không bằng song tu. Đào trí trạch quay về cục công an mà tâm tình rất bức bối, dù vừa rồi mới điện thoại báo cáo tình huống cho cục trưởng Uông, mà cục trưởng cũng đã nói rõ tất cả vấn đề. Do cục an ninh quốc gia gánh vác, nhưng đào trí trạch vẫn không vui. Đến nay đào trí trạch vẫn cho rằng những tên khốn kiếp phải bị trừng phạt, nhưng tên kia bị một người thần bí mang đi, sau đó biến mất. Đào Chí Trạch đến bây giờ cũng không được biết thân phận của tên cướp kia, ngay cả tên cũng không biết. Đồng thời hắn cũng không biết Hạ Thiên đến từ thủ đô có thân phận gì. Nhưng hắn mơ hồ cảm thấy trên thế gian thật sự có kẻ có năng lực. Những vụ án liên quan đến vấn đề này sẽ được những nhân sĩ thần bí đến phụ trách. Làm sao để nói rõ lý lẽ với người nhà của đám cảnh sát bị hại? Đào Chí Trạch cười khổ. Cảnh sát cũng có người thân, mà người thân bay của đám cảnh sát đã chết bây giờ đang rất đau lòng bọn họ cũng hy vọng bắt được hung thủ, nhưng bây giờ chẳng lẽ nói không bắt được hung thủ, hoặc nói cho bọn họ biết là có bắt được nhưng người ta có thân phận đặc biệt, không làm gì được. Đào Chí Trạch cảm thấy nếu vấn đề này truyền ra ngoài, chỉ sợ uy tín của cảnh sát sẽ không còn, thị dân cũng mất niềm tin vào cảnh sát, nhất định sẽ nghĩ cảnh sát không bắt được hung thủ. Tổ trưởng, chúng tôi còn đang chờ lệnh, anh có muốn? Nữ cảnh sát lần trước lại tiến đến nói. Đào Chí Trạch lúc này mới nhớ, mình còn chưa cho cảnh sát rút về. Đào Chí Trạch cắn răng định cho đám cảnh sát hủy bỏ hành động, nhưng lúc này điện thoại chợt vang lên, người điện thoại đến là cục trưởng Uông. Vài phút trước hắn đã điện thoại cho cục trưởng Uông, bây giờ cục trưởng điện thoại lại, rõ ràng có chuyện xảy ra. Đào Chí Trạch nhận điện thoại. Anh Đào, chuẩn bị giấy bút, có chuyện rất quan trọng, không được ghi lộn. Cục trưởng Uông có vẻ rất thận trọng. Đào Chí Trạch dù buồn bực nhưng vẫn lấy giấy bút. Đã chuẩn bị, anh cứ nói. Biệt thự số 9 Hoa Viên Thiên Đường thuộc quận Cao Tân, trên sân thượng căn biệt thự này có một thi thể, chính là của tên cướp chúng ta định bắt, anh phái người sang thu thập, đây là chuyện thứ nhất. Cục trưởng Uông nói khá chậm giống như sợ Đào Chí Trạch không nghe rõ. Phải tuyên bố với bên ngoài là tên cướp chống lệnh bắt, không thể không giết chết, hiểu chưa? Chuyện này phải giữ bí mật, đến lúc đó anh lên trước bắn hai phát súng vào thi thể, công lao của anh. Vâng, đào trí trạch chợt cảm thấy kinh sợ, tên cướp bị giết rồi sao? Chuyện thứ hai, tên cướp kia tên là Gia Cát Phấn Thiên, nhưng không cần công bố tên, nhanh chóng hỏa táng rồi mai táng ở núi Thanh Thành, dùng tên Gia Cát Phấn Thiên khắc lên bia mộ. Cục trưởng Uông vẫn nói rất chậm, vị trí xây mộ ở núi Thanh Thành do anh xử lý, nếu cần tiền thì nói với tôi, hiểu chưa? Vâng, đào trí trạch trả lời. Cục trưởng Vương, còn vấn đề gì nữa không? Chỉ có hai chuyện này, nhưng tất yếu không được làm sai, nếu không tôi cũng chẳng thể gánh vác được trách nhiệm." Cục trưởng Vương trịnh trọng nói. "Cục trưởng yên tâm, tôi sẽ làm thỏa đáng." Đào Chí Trạch muốn hỏi thêm vài lời nhưng cảm thấy lúc này không đúng thời điểm, vì vậy cũng không lên tiếng. "Được, anh tranh thủ xử lý, làm xong báo cáo." Cục trưởng Vương cúp điện thoại, tâm tình của Đào Chí Trạch nhanh chóng tốt hẳn lên. Tuy lời nói của cục trưởng Uông có chút quỷ dị, nhưng tên cướp kia đã chết, là quá tốt. Tâm tình bức bối của đào trí trạch vào lúc vừa rồi cũng không bị quét sạch, dù cục trưởng Uông vừa điện thoại đến tỏ ra khen ngợi, nhưng trách nhiệm vẫn ở trên đầu hắn, thật sự khó thể vui cho nổi. Cho đến nay điều đào trí trạch quan tâm nhất không phải là mình công tác có vấn đề, chính là phải có trách nhiệm với thủ hạ của mình, lúc này tuy tên cướp đã chết. Nhưng không phải chính mình ra tay, thật sự bức bối. Hạ Thiên và Cố Hàm Sương quay về khách sạn thì đã hơn 9 giờ. Sự việc phát sinh đêm nay làm cho tâm tình của hai người rất khác biệt, Hạ Thiên thì khá vui, mà Cố Hàm Sương thì rất kém cỏi. Thường ngày nàng không quan tâm đến bất kỳ thứ gì, nhưng lúc này nàng nhìn cảnh đêm qua cửa sổ, ánh mắt trống rỗng, vô định. Sương nha đầu, tên gia cát vấn thiên kia không phải thứ tốt, cũng đừng mất vui nữa. Hạ Thiên thấy Cố Hàm Sương như vậy thì tâm tình cũng mất vui hắn đi đến bên cạnh cửa sổ kéo vòng eo mềm của nàng sau đó khẽ nói bên tai không bằng chúng ta làm chút chuyện vui vẻ nhé hạ thiên vừa nói vừa bắt đầu lục lọi trên người cố hàm xương từ trên xuống dưới từ đỉnh núi đến khe cốc cảm nhận được sự phập phồng của núi non và mềm mại của khe núi cảm xúc tuy vô cùng mãnh liệt nhưng sau vài phút hạ thiên chợt ngừng động tác vì hắn phát hiện cố hàm xương không kháng cự nhưng cũng không có phản ứng những bộ vị mẫn cảm của nàng bị hắn động chạm nhưng lại không có phản ứng điều này cũng làm hắn mất hứng sương nha đầu nếu bây giờ chị không vui thôi thì để lần sau vui vẻ hãy tính hạ thiên buông lỏng cố hàm sương sau đó trực tiếp nhảy lên giường trong lòng có chút bức bối tối nay còn chưa ăn được nha hoàn xinh đẹp thôi thì nên an tâm ngủ ngon sáng sớm mai về lại thủ đô hạ thiên nằm trên giường mà cảm khái nha hoàn dù sao cũng là nha hoàn có còn hơn không thiếu gia, trước khi rời khỏi câu lạc bộ thì cậu đã đoán được sự việc xảy ra sau này phải không? Cố hàm xương khẽ hỏi. Không kém bao nhiêu, dù sao tôi cũng sớm biết tên kia thật sự không ra gì. Hạ thiên thuận miệng trả lời. Hạ thiên thật sự đã sớm dự đoán được vấn đề, hắn cố ý bày ra năng lực của mình để dụ ra cát vấn thiên gặp sai lầm, mà ra cát vấn thiên thật sự trung kế, cố gắng kéo cố hàm xương và hạ độc. Tên kia muốn lợi dụng cố hàm xương để uy hiếp hắn, có thể thấy tất cả đều nằm trong sự khống chế của hắn. Khi gia cát vấn thiên đưa cố hàm xương lên sân thượng của nhà hàng, Hạ Thiên đã âm thầm đi theo, mà khi ra cát phấn thiên bỏ đi thì hắn đã xuất hiện để giải độc cho cố hàm xương, lại đưa nàng quay về biệt thự. Vì tốc độ của hắn nhanh hơn ra cát phấn thiên, vì vậy đối với Gia Cát Vấn Thiên thì Hạ Thiên như chưa bỏ đi, mà cố. Hàm Sương cũng xuất hiện quá quỷ dị. Thiếu ra, sao cậu lại tu tiên? Cố Hàm Sương hỏi tôi không tu tiên hạ thiên lắc đầu tôi không tu luyện chẳng qua công lực tự phát triển vì sao các vị phu nhân lại tu tiên cố hàm sương hỏi à như vậy thì các chị ấy mới mãi đi theo tôi mãi xinh đẹp với thời gian lúc này hạ thiên thật sự cho ra đáp án cuối cùng hắn còn bổ sung vợ của tôi đều không muốn tu luyện các chị ấy chỉ cần tu luyện một lúc sau đó tôi sử dụng nghịch thiên bát châm biến thành cao thủ kim đan kỳ Đến lúc này Hạ Thiên Thuận miệng hỏi, "Sương Nha đầu, sao chị lại tu tiên?" "À, sư phụ nói cho tôi biết, tôi rất đặc biệt, có thiên phú siêu phàm thoát tục, nói tôi không giống người thường. Sư phụ nói tu tiên là kỳ ngộ trời ban, khi đó tôi cảm thấy tu tiên là rất tốt, tôi cũng cho rằng tu tiên sẽ có thân phận cao." Cố Hàm Sương nhớ lại chuyện cũ, nàng khẽ tự thuật. "Nhưng dần dần tôi mới phát hiện tu tiên cũng không đẹp như trong tưởng tượng, bọn họ nói cho tôi biết tu tiên là truy cầu thiên đạo, vì trường sinh bất tử. Khi tôi cảm thấy mình bắt đầu già dạ yếu, khi chợt nhận ra trường sinh cũng khó thành, khi phát hiện thiên đạo khó thể với tới thì tôi bắt đầu mê man, tôi không biết tu tiên rốt cuộc là vì thứ gì, tôi cũng nghi ngờ tu tiên, nó quan trọng vậy sao? À, tôi cảm thấy tu tiên không bằng song tu. Hạ thiên thuận miệng nói, sau đó chân thành nói với cố hàm xương. Xương nha đầu, thật ra tôi biết rõ chị tu tiên vì thứ gì, thiếu gia cậu thật sự biết rõ sao cố hàm sương chợt có chút kinh ngạc ngay cả nàng cũng không biết vì sao thiếu gia có thể biết chẳng lẽ hắn thật sự là thứ gì cũng biết tất nhiên tôi biết hạ thiên gật đầu khẳng định sương nha đầu chị tu tiên vì làm nha hoàn cho tôi chị không tu tiên sẽ không sống đến bây giờ mà như vậy sẽ không thể làm nha hoàn cho tôi cố hàm sương ngây người nàng trầm mặc một lúc rồi khẽ nói thiếu gia biết đâu cậu nói là đúng Thiên đạo vô tình, trong tâm tối đều có số phận, tôi tu tiên trăm năm, biết đâu thật sự là vì gặp thiếu gia vào lúc này. Không sai, chính là như vậy. Hạ Thiên khẽ gật đầu khẳng định. Sương Nha đầu, thật ra nhiệm vụ tu tiên của chị đã hoàn thành, chị đã gặp tôi, sau này chị cũng không cần tu luyện, chị chỉ cần an tâm làm nha hoàn của tôi là được, tôi sẽ cho chị trẻ mãi không già. Chương 1229, cần huấn luyện cho tốt. Thiếu gia tôi biết nên làm thế nào. Cố hàm xương khẽ gật đầu, sau đó nàng chợt nhoẻn miệng cười, nụ cười làm cho hạ thiên thất hồn lạc phách. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nụ cười của nàng, nụ cười này đủ để khuyên quốc khuyên thành. Nụ cười này cũng đủ làm cho cố hàm xương biến hóa rất lớn, ánh mắt nàng không còn tịch mịch như trước, chợt có thần, bừng bừng sức sống, giống như nàng chợt tìm được mục tiêu, có hy vọng vào tương lai, không còn coi thường tất cả, bắt đầu dung nhập vào thời đại này khí chất của cố hàm xương cũng biến hóa, nàng làm cho người ta cảm thấy sự cao quý nhưng không hề còn là lạnh lùng, mà thay vào đó là khí chất không màng danh lợi. Dù là Hạ Thiên cũng khó thể nghĩ một người có thể biến đổi lớn như vậy chỉ trong khoảnh khắc, thật sự là cố hàm xương lúc này biến đổi chỉ trong vài giây đồng hồ, tất nhiên nàng càng xinh đẹp hơn. Xương nha đầu, bây giờ chỉ thật sự rất đẹp. Hạ Thiên dùng ánh mắt xuất thần nhìn cố hàm xương rồi lẩm bẩm nói. Thiếu ra, cậu thích là được. Cố Hàm Sương vẫn là giọng điệu cũ nhưng lại có chút hương vị cảm tình, có vài phần mềm mại, có vài phần ngại ngùng, có vài phần quyến rũ. Sương nha đầu, đến đây ngủ chung với thiếu gia. Hạ Thiên không tự giác được lại bùng lên lửa nóng. Trước đó hắn bỏ qua cho cố Hàm Sương, nhưng bây giờ hắn thật sự không thể cho cố Hàm Sương tránh thoát. Cố Hàm Sương khẽ lên tiếng, nàng lấy trường kiếm trên lưng xuống đặt bên giường, sau đó mới cởi lớp áo ngoài nằm xuống bên cạnh Hạ Thiên hạ thiên khẽ nghiêng người vươn ta ôm lấy cố hàm xương sau đó khẽ ngậm lấy cặp môi son của nàng khẽ mút cố hàm xương vẫn không tránh né nàng vẫn dịu dàng ngoan ngoãn như trước đó nhưng khác biệt là lúc này nàng được hôn mà thân thể không khỏi khẽ run điều này làm cho hạ thiên rất hưng phấn cuối cùng nha hoàn của hắn không phải là người máy đã thật sự là một người động tác của hạ thiên dần trở nên có tính xâm lược hắn tham lam mút đôi môi anh đào của cố hàm xương hai tay cũng xâm nhập vào một bộ vị khác trên người nàng. Vô tình quần áo của nàng đã bị hắn cởi sạch, bàn tay cũng vào bên trong, trực tiếp chạy trên da thịt. Mà cố hàm xương cũng đã bắt đầu đáp lại, tuy nàng còn chưa nóng hừng hực, nhưng đây chẳng khác nào chuyện vui lớn với Hạ Thiên. Hắn dùng lưỡi chống răng của nàng, bắt đầu đưa lưỡi vào, mà nàng cũng rất phối hợp, để hắn tự do quấy rối. Động tác tay của Hạ Thiên càng thêm điên cuồng, hắn đưa hai tay đi chuyển, hầu như cả hai đều đạt đến mục tiêu, một tay che cặp núi cao, một tay đặt lên cặp mông đẹp. Hạ Thiên trước kia đã từng thấy ngọn núi của Cố Hàm Sương, tuy cảm thấy có giãn kinh người nhưng nàng lại không có phản ứng, mà bây giờ thì khác, không phải vì hàng hóa có biến đổi, chẳng qua là tâm cảnh của con người có biến. Trước đó Cố Hàm Sương hầu như che đậy tất cả phản ứng, mà bây giờ nàng đã khôi phục lại như thường, nàng bắt đầu tiếp nhận lời nói của Hạ Thiên, nàng cảm thấy mình thật sự là nha hoàn của hắn lúc này nàng quyết định là nha hoàn, phục thị vị thiếu gia tuổi nhỏ hơn nàng rất nhiều này. Đến lúc này nàng cũng chẳng khác nào ném bỏ những lớp lá chắn bên ngoài, mà nàng cũng nên có những phản ứng của người bình thường. Khoảnh khắc này hai vị trí mẫn cảm trên cơ thể cố hàm xương bị tập kích, điều này làm cho một người thiếu kinh nghiệm như nàng chợt có phản ứng dữ dội, cơ thể căng thẳng, hàm răng cắn chặt. Vì vậy mà đầu lưới của Hạ Thiên lại gặp tai nạn, vài ngày qua Mỹ Nhi cắn lưới tuy là cố ý nhưng cũng không muốn cắn đứt thật sự, vì thế mà lực lượng cũng vừa phải. Đồng thời hắn có lực lượng siêu cường, Mỹ Nhi cắn hắn như vậy, tất nhiên không có bất kỳ hiệu quả nào. Hắn cũng bị triệu vũ cơ cắn một lần, nhưng khi đó vợ đại yêu tinh cắn rất nhẹ, không dùng sức, vì vậy Hạ Thiên cũng không có vấn đề. Nhưng lúc này không giống như trước đó, dưới kích thích lớn của Hạ Thiên, cố hàm xương hoàn toàn vô thức cắn răng khá mạnh, hắn hoàn toàn không phòng bị, vì vậy mà thật sự đau đớn. Dù công lực của hắn thật sự rất cao, nhưng khi hôn môi cũng không cần công lực. Điều đáng mừng chính là đau thì có đau nhưng cơ thể của Hạ Thiên cũng có năng lực bảo vệ, vì vậy đầu lưỡi không bị thương, mà cố hàm xương cũng có phản ứng, cuối cùng cũng thả ra, buông tha cho đầu lưỡi của hắn. Thiếu ra, tôi không cố ý. Gương mặt cố hàm xương trở đỏ hồng, nàng có chút mất tự nhiên, giống như đã làm sai một việc gì đó. Đêm nay cũng không có cơ hội ăn sạch nha hoàn. Hạ Thiên thầm nói, trong lòng hắn đã bừng bừng lửa dục nhưng hầu như tất cả lại bị một cái cắn của cố hàm xương làm cho tan biến. Hắn rút ra kinh nghiệm xương máu, vì vậy đưa ra một quyết định gian nan, đó là tạm thời dừng kế hoạch ăn hết nha hoàn, cô nha hoàn xinh đẹp này còn cần phải huấn luyện mới được. Hạ Thiên thu hai tay về, sau đó nói với cố hàm xương. Xương nha đầu, không sao, nhưng sau này chỉ cần phải rèn luyện mới được, à, sau này ngày nào tôi cũng sẽ hôn chị mỗi ngày ba lượt, ít nhất cũng phải là một phút. Vâng, thiếu gia. Cố hàm xương lên tiếng, sau đó nàng hỏi. Thiếu gia, bây giờ có rèn luyện. À, điều này, vừa mới rèn luyện rồi, ngày mai luyện thêm. Hạ thiên bây giờ trong đầu có vài phần bóng tối, đầu lưỡi vẫn còn khá đau. Hạ thiên dừng lại một chút rồi bổ sung. Sương nha đầu, đêm nay chỉ cứ ngủ với thiếu gia như thế này là được. Sau đó hạ thiên hôn cố hàm xương, vào lòng, sau đó nhắm mắt, một lúc sau đã tiến vào mộng đẹp, nhưng hắn ngủ rất ngon, cố hàm xương được hắn ôm cũng không dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Vì vậy mà mãi đến đêm thì cố hàm xương vẫn luôn vương vấn một vấn đề, đó chính là vị thiếu gia này rất sắc, sao ôm một người mà chẳng có phản ứng. Sáng ngày hôm sau tiếng chuông điện thoại quen thuộc đã làm Hạ Thiên bừng tỉnh, hắn mở to mắt, lại thấy cố hàm xương ngủ say trong lòng, mà âm thanh tiếng chuông điện thoại cũng không làm nàng bừng tỉnh. Gương mặt của cố hàm xương có vẻ còn kiều diễm hơn cả hoa tươi, hạ thiên thấy có chút đáng tiếc tối qua vẫn không thể ăn sạch nha hoàn này nhưng một nha hoàn trước đó lạnh lùng như người máy bây giờ đã biến thành một nha hoàn nũng nịu nóng hừng hực sau này muốn biến nàng thành một cao thủ trên giường cũng không thành vấn đề đến lúc đó mới chính thức là nha hoàn điện thoại còn đang siêng năng đổ chuông hạ thiên đưa tay đến cầm xem xét thì thấy đó là tiểu yêu tinh trông trông anh lại nổi tiếng hạ thiên nhận điện thoại thì nghe được âm thanh vui sướng của tiểu yêu tinh Hạ Thiên có chút buồn bực. Vợ tiểu yêu tinh, em nói gì vậy? Cái gì là anh lại nổi tiếng? Không phải anh quá nổi rồi sao? Không phải, chồng chồng, không phải nổi tiếng ở trong nước. Tiểu yêu tinh nhanh chóng nói. Khi hi, có người chửi anh, mắng anh, bây giờ anh là là một con nhà quan trong nước hành hung diễn viên Hong Kong, khắp nơi đều là những câu chuyện về anh. Hàng hung diễn viên Hong Kong, chẳng lẽ là thằng Ngu Vương Khải lại sinh chuyện? Hạ Thiên hỏi đúng vậy đúng vậy chính là tên khốn vương khải kia lên án anh nói anh là con nhà quan ỉ vào quyền thế gia đình để cưỡng chế hắn ra khỏi phòng tổng thống còn đánh bị thương vợ và hai trợ lý của hắn mà nhà hàng và chính quyền địa phương lại muốn áp chế chuyện này tiểu yêu tinh nhanh chóng nói sau đó nàng lại hỏi chồng chồng anh có muốn em hách tên vương khải kia không thôi bỏ vợ tiểu yêu tinh nên đi ngủ tuy anh không thích em ngủ ngày nhưng ban ngày ngủ còn hơn không nếu em không ngủ thì mặt sẽ đầy mụn." Hạ Thiên lười biếng nói. "Vương Khải là thằng ngu, không cần quan tâm, mất thời gian." "À, vậy thì em đi ngủ đây." Tiểu Yêu Tinh có vẻ rất nghe lời, nàng cúp điện thoại đi ngủ. Hạ Thiên đặt điện thoại xuống, hắn cảm thấy trong lòng chuyển động, thì ra là Cố Hàm Sương tỉnh lại. À, xương nha đầu, nên rèn luyện." Hạ Thiên cúi đầu hôn Cố Hàm Sương. Lúc này Cố Hàm Sương cũng không cắn lưỡi Hạ Thiên nhưng chưa đến một phút thì nàng đã không thể thở nổi điều này làm cho hạ thiên cảm khái huấn luyện nha hoàn vẫn là gánh nặng đường xa hai người nằm trên giường một lúc cuối cùng hạ thiên cũng nhớ hôm nay phải về thủ đô sương nha đầu chúng ta ngồi xe lửa hạ thiên đứng lên nơi đây không còn vấn đề chúng ta về thủ đô thôi vâng cố hàm sương ngoan ngoãn đồng ý nàng thức đậy đánh răng rửa mặt đeo trường kiếm trên lưng đi theo hạ thiên ra khỏi phòng Hạ Thiên vừa vào thang máy thì điện thoại vang lên, Hạ Thiên có chút buồn bực, ông lão này hết việc chưa? Sao lại tìm mình? Đại sư phụ, lại có chuyện gì sao? Tôi đã về thủ đô, ngài có việc cứ đến thủ đô tìm tôi, tôi không đi tìm ngài được. Hạ Thiên nhận điện thoại, hắn dùng giọng mất hết sức lực nói. chương 1230 là nhân tuyển tốt. Hừ, ngươi đừng dở trò lừa gạt, ta biết ngươi đang ở thục đô. Trương Minh Đà lên tiếng không, tôi tuyệt đối không còn ở thục đô. Hạ Thiên hoàn toàn phủ nhận. Đại sư phụ, có phải Mã Đình kia nói cho ngài biết tôi đang ở thục đô không? Tôi nói với ngài, hôm qua thì còn, nhưng sáng nay tôi đã bắt máy bay về thủ đô rồi. Ngươi còn nói láo nữa sao? Ta cũng không phải nghe Mã Đình nói, là ta biết được chuyện hư hỏng của ngươi, mà ngươi cũng giỏi lắm, thuê phòng tổng thống, còn đánh một vị khách ở gian phòng tổng thống khác, đến bây giờ vẫn còn ở trong khách sạn chưa đi có người dối gạt sư phụ như ngươi sao trương minh đà rất bất mãn hạ thiên vẫn còn kiên quyết phủ nhận đại sư phụ tôi nói không ở lại mà tối qua tôi đánh người nhưng sáng nay đã đi rồi thúi lắm ta đang chờ ở đại sảnh khách sạn ta vừa hỏi nhân viên phục vụ người căn bản chưa trả phòng trương minh đà dùng giọng không khách khí nói à tôi không trả phòng hạ thiên tỏ ra đương nhiên trương minh đà cuối cùng cũng nhanh chóng tan vỡ tiểu tử mặc kệ người có ở đây hay không mau xuất hiện dù trở về thủ đô rồi cũng nhanh chóng quay lại sao lại như vậy hạ thiên không tình nguyện trừ khi đại sư phụ sắp chết nếu không tôi sẽ không đi ta sắp chết rồi trương minh đà nói một câu rồi cúp điện thoại sắp chết mà còn lớn tiếng vậy sao hạ thiên thầm nói một câu sau đó kéo cố hàm xương vào trong thang máy cho đến bây giờ hắn cũng không muốn đi. Chưa đến một phút sau Hạ Thiên cùng cố hàm xương ra khỏi thang máy, sau đó gặp mặt Trương Minh Đà. Đại sư phụ, không phải ông sắp chết rồi sao? Hạ Thiên đi về phía Trương Minh Đà, sau đó tỏ ra rất ngạc nhiên. Sao nhìn còn ngon hàng thế này? Sắp bị ngươi làm cho tức chết. Trương Minh Đà bực bội nói. Đại sư phụ, vậy ngài tìm tôi làm gì? Tôi rất bận, tôi còn có vợ và nha hoàn, còn có rất nhiều vợ trở về nhà tôi cũng chẳng phải không có vợ như ngài hạ thiên bắt đầu phàn nàn ta tìm ngươi là có chuyện sao trương minh đà trừng mắt nhìn hạ thiên hạ thiên cũng không vui ngài không tìm tôi có chuyện thì là gì tôi rất bận tiểu tử chết tiệt ta là sư phụ của ngươi ta không thể mời ngươi một bữa tiệc ăn cơm trò chuyện sao trương minh đà trừng mắt nhìn hạ thiên hạ thiên nhìn chằm chằm vào trương minh đà vài giây sau đó hắn chợt bừng tỉnh à tôi hiểu rồi đại sư phụ nhất định đang rất nhàm chán phải không lão tình nhân không chịu cùng ngài uống trà ăn cơm nói chuyện sao không có vấn đề tôi đi giúp ngài tìm một con ghẹ mới để mỗi ngày hầu hạ ngài tiểu tử nói gì vậy trương minh đà rất muốn vỗ cho hạ thiên một cái chết giấc ai muốn tìm tình nhân ta tìm tình nhân còn nhờ ngươi hỗ trợ sao hạ thiên có chút buồn bực này đại sư phụ vậy ngài muốn tôi làm gì, nói thẳng ra đi. Cháu ta muốn mời ngươi một bữa cơm. Trương Minh Đà nói. À, ngài nói cho cô ta biết, cô ta cảm tạ tôi chính là không cần mời cơm. Hạ Thiên Thuận miệng nói. Gương mặt Trương Minh Đà lại trở nên đen nhẻm, lão hối hận 10 năm trước dạy bảo tên đệ tử này, chỉ trách năm xưa tiên tử không cho bọn họ xuống núi mà thôi. Vậy là xong rồi nhé. Hạ Thiên thấy Trương Minh Đà không nói lời nào thì kéo cố hàm xương muốn chạy đi không có việc gì thì chúng tôi quay về thủ đô đi 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 ông cũng không muốn giữ ngươi trương minh đà lên tiếng lão cảm thấy nếu cứ tiếp tục thì sẽ bị loại vô liêm sỉ kia làm cho tức chết hư không quấy giày vợ của đồ đệ và đồ đệ mới thật sự là sư phụ hạ thiên thỏa mãn kéo tay cố hàm xương đi ra bên ngoài khách sạn nhưng hạ thiên vừa ra khỏi khách sạn thì điện thoại chợt vang lên hắn lấy điện thoại ra xem rồi nhận điện thoại vì người gọi đến là vợ mộc hàm vợ, tôi chuẩn bị quay về thủ đô. Hạ Thiên tiếp nhận điện thoại rồi nói. Đừng, chồng, tạm thời cậu đừng về. Mộc Hàm trả lời. Hạ Thiên chợt sững sờ. Vì sao, chẳng lẽ vợ cũng muốn đến bên này? Chồng, tôi đã điều tra được là ai tập kích máy bay của cậu vào ngày hôm qua. Mộc Hàm có chút phẫn nộ. Tôi đã xác định kẻ ra tay phía sau chính là Nhạc Chi Phong, nhưng chúng ta còn chưa có đầy đủ căn cứ chính xác, mà nhạc chi phong dù là ở trong quân đội hay thủ đô đều có thế lực, nếu muốn thông qua cách bình thường hay ám tổ để đối phó là điều không thể. Vì vậy tôi tính toán trực tiếp ra tay, nhưng tôi không hy vọng để cho người khác nghi ngờ công lực của cậu, vì thế hy vọng khi nhạc chi phong chết thì cậu còn ở thục đô, như vậy sẽ không ai nghi ngờ cậu. Thằng ngu kia đúng là muốn chết, nếu không phải vợ đại yêu tinh không muốn tôi ra tay, tôi đã sớm xử lý hắn rồi. Hạ Thiên có chút bất mãn. Vợ đại yêu tinh nói là tôi xử lý tên kia sẽ gặp phiền toái, còn triệu công tử thì sẽ nghĩ biện pháp cho tôi, tôi chỉ biết triệu công tử sẽ chẳng làm gì cho ra hồn, vì vậy muốn trực tiếp về thủ đô xử lý tên kia. Trông, triệu vũ cơ cũng không phải lo lắng dư thừa, nếu giết chết nhạc chi phong thì thật sự rất phiền toái, liên quan đến cả triệu gia và ám tổ. Không riêng gì vì thế lực của nhạc chi phong, hơn nữa ông nội của nhạc chi phong có ảnh hưởng rất lớn. Nếu nói riêng về thế lực thì Triệu gia muốn giải quyết Nhạc Chi Phong cũng chẳng phải vấn đề, nhưng nếu như vậy thì thủ đô sẽ sinh biến hóa, sẽ có nhiều gia tộc cảm thấy bất an, ai cũng nghĩ rằng Triệu gia muốn thâu tóm tất cả, vì vậy mà bọn họ sẽ cùng nhau hợp sức chống lại Triệu gia, tình huống sẽ càng thêm bất lợi. Mộc Hàm nhanh chóng nói rõ lợi hại được mất bên trong. Vì vậy chuyện này cũng không thể để liên quan đến Triệu gia, dù là ai cũng không thể hại chồng tôi, vì vậy tôi sẽ dùng phương pháp của mình mà xử lý Nhạc Chi Phong. Hình như có chút phiền toái. Hạ Thiên lầm bầm. Nhưng vợ ra tay thì tôi cũng không yên tâm. Tôi cảm thấy chính mình ra tay thì hay hơn. Thật ra muốn giết hắn cũng rất dễ dàng. Bọn họ cũng không biết tôi ra tay. Chồng, cậu yên tâm. Mỹ Nhi sẽ giúp tôi. Hai chúng tôi liên thủ. Không có vấn đề. Hơn nữa chúng tôi ra tay sẽ vào đúng lúc cậu công khai xuất hiện ở thục đô. Nếu không người khác cũng sẽ nghi ngờ cậu. Một hàm khẽ nói. Chúng ta nói chung sẽ ra tay vào đêm nay chồng nên gây rối một chút ở thục đô bên kia, càng náo loạn càng tốt. Vợ, thật ra tôi rất muốn xử lý nhạc chi phong, tôi ghét loại người cướp vợ tôi. Hạ Thiên nói có chút hương vị không tình nguyện. Chồng, đừng như vậy, bây giờ cậu quá mạnh, đã làm cho người ta nghi kỵ. Bây giờ triệu gia bên kia tỏ vẻ cậu sẽ không sằng bậy, mà cậu cũng có biểu hiện rất tốt ở phía ám tổ, làm cho người ta yên tâm. Nhưng nếu bây giờ cậu giết nhạc chi phong, chắc chắn sẽ sinh ra lo lắng cho mọi người, đến lúc đó náo loạn quá lớn chúng ta không ngại nhưng cuộc sống hàng ngày sẽ bị quấy rối cậu nghe lời tôi lần này được không? Mộc Hàm dùng giọng mềm mại uyển chuyển để năn nhỉ Hạ Thiên. Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói: Vợ, giết chết tên ngốc kia có ảnh hưởng lớn vậy sao? Chồng, sợ rằng sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Mộc Hàm dùng giọng khẳng định trả lời. Như vậy à? Vậy thì thế ấy, tôi sẽ không ra tay. Hạ Thiên dù không quá tình nguyện nhưng vẫn nghe theo lời khuyên của Mộc Hàm, nhưng sau đó hắn lại thay đổi chủ đề. "Nhưng, vợ cũng không cần phải ra tay, thật ra tôi đã có nhân tuyển tốt hơn để ra tay." "Chồng, là ai?" Mộc Hàm có chút kinh ngạc. "Không phải là Isabella và ngải Vi Nhi đấy chứ?" "Tất nhiên là không phải." Hạ Thiên cười hì hì. "Người này hoàn toàn không có liên quan gì đến chúng ta, hắn ra tay thì chúng ta hoàn toàn có thể thoát khỏi nguy hiểm." Mà còn có thể giải quyết được một phiền phức khác, có thể nói là một mũi tên chúng hai nhạn. Chồng, người mà cậu nói đến là ai vậy? Một hàm nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết được đối phương là ai. Vợ, tôi tạm thời không nói cho chị, mà chị cũng đừng quan tâm đến vấn đề này. Cứ chờ đấy, ngày thường làm gì thì cứ như vậy, không cần quan tâm đến tên nhạc chi phong kia làm gì cả. Hạ Thiên cười hì hì nói. À, vậy thì được, chồng, tôi chờ tin tức tốt từ cậu. Mộc Hàm khá tin tưởng Hạ Thiên, nàng biết hắn rất thông minh, nhưng bình thường không muốn dùng đầu óc, nhưng nếu thật sự có người cần đối phó, kết cục của đối phương sẽ rất thảm. Sau khi kết thúc trò chuyện với Mộc Hàm, Hạ Thiên quay sang Cố Hàm Sương. "Sương nha đầu, chúng ta tạm thời không thể đi." "À, tôi biết rồi." Cố Hàm Sương khẽ gật đầu. "Sương nha đầu, chỉ có vấn đề gì không?" Hạ Thiên lại hỏi. "Điều này cũng không." Cố Hàm Sương lắc đầu. À, thật ra tôi cũng không có việc gì làm, chúng ta nên đi tìm người hỗ trợ. Hạ Thiên lầm bầm, hắn kéo cố hàm xương đi vào khách sạn. Trương Minh đã còn chưa đi ra, thấy Hạ Thiên tiến vào thì lão thở phì phò hỏi. Tiểu tử, không phải đã đi sao, còn quay lại làm gì? Đại sư phụ, cháu của ngài có muốn cảm tạ không? Hạ Thiên hỏi. Nói nhảm, người cho rằng nó là đứa ngốc sao? Trương Minh đã tức giận trả lời. a à, Vậy nói cho cháu ngài biết, muốn cảm tạ tôi thì đến đây giúp đỡ nhanh lên." Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói. "Chương 1231, cho mày biểu hiện." Trương Minh đã lập tức dùng ánh mắt cảnh giác nhìn Hạ Thiên. "Ngươi muốn làm gì? Vợ đã nhiều như vậy rồi cũng đừng lăng nhăng, đừng gây tai họa cho cháu ta, nó chỉ xem như là sư muội của ngươi thôi." "Đại sư phụ, tôi cũng không phải kém cỏi đến mức để ý đến cháu của ngài." Hạ Thiên nói tôi chỉ có một tên khốn mắng tôi, tôi cũng muốn mắng ngược lại, vì thế mới cần cô ấy giúp đỡ một chút mà thôi. Người muốn đi mắng người. Trương Minh đã dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Hạ Thiên. Khi nào thì người trở nên thanh bình thế này rồi? Vì hôm nay tôi đang rất nhàn chán. Hạ Thiên lười biếng nói. Này, đại sư phụ, rốt cuộc ngài có gọi cháu gái đến không? Để nó đến cũng không có vấn đề, nhưng bạn trai của nó và cô gái bạn học là mã đình cũng sẽ cùng đi ta cũng ở chỗ này nếu ngươi cảm thấy có thể ta sẽ điện thoại cho nó để làm thủ tục xuất viện trương minh đà trả lời không có vấn đề dù sao phòng tổng thống cũng rất rộng có thể chứa nhiều người hạ thiên đồng ý trương minh đà thật sự tin tưởng hạ thiên sẽ không có ý với cháu gái của mình vì vậy mới lấy điện thoại gọi đi cái gì đừng nóng vội tôi sẽ đến Điện thoại vừa nối thông, khi nghe được câu nói của phía bên kia, Trương Minh đã vội vàng lên tiếng đồng ý. Bệnh viện xảy ra chút chuyện, ta cần phải đi trước, người ở đây chờ, ta sẽ đưa thiên thiên đến. Trương Minh đã nói một câu với Hạ Thiên, sau đó vội vàng chạy đi. Này, đại sư phụ, tôi đi với ngài. Hạ Thiên kéo cố hàm xương chạy theo. Đối với hứa thiên thiến, sáng hôm nay khi nàng thức dậy và soi gương, cuối cùng không thấy vết sẹo, vì vậy mà nàng chợt sinh ra cảm giác như trong giấc mộng. Nhưng nàng biết rõ đây là sự thật, phải nói là một sự thật thần tích, hạ thần y kia đã làm cho nàng tỉnh thức khỏi ác mộng, lúc này tay hay chán của nàng cũng không còn có dấu vết bị tạt axit. Tối qua bệnh viện đã làm kiểm tra toàn diện cho hứa thiến thiến, sáng hôm nay bác sĩ đến nói cho nàng biết, đã kiểm tra tất cả, cơ thể nàng rất tốt, không có bất kỳ vấn đề gì, vì thế mà nàng mới đưa ra yêu cầu xuất viện. Vì nghênh đón hứa thiến thiến xuất viện, cả nhà đến bệnh viện, cha mẹ nàng, bà nội của nàng đều xuất hiện, mà bạn trai học đại học cũng có mặt, ngay cả Mã Đình cũng đưa bạn trai Phương Trí Hiên đến. Khi làm thủ tục xuất viện, đám người hứa thiến thiến đang chen chúc rời khỏi bệnh viện, nhưng đúng lúc này có một đám người xuất hiện và vây quanh. Đúng là loại không biết xấu hổ, dám vụ oan cho tân kiệt nhà chúng tao, mày sẽ chết không yên thân. Hứa thiến thiến đang rất vui vẻ, nhưng bị một người phụ nữ trung niên mắng cho ngây ngốc. Mau đến đây, mau đến đây, các người nhìn cho rõ, Tân Kiệt nhà tôi bị tố cáo tạt axit con sao sao này, các người đã thấy có người nào bị tạt axit mà thế này không? Mau, chụp ảnh lại, công bố lên báo, để cho mọi người biết rõ ràng. Một người phụ nữ hơn 30 tuổi lợi dụng lúc hứa thiến thiến còn đang xứng sờ mà phóng đến, nàng chụp lấy tay của hứa thiến thiến rồi kéo áo lên, để cánh tay của hứa thiến thiến lộ ra trước mặt mọi người. Click, click, những âm thanh chụp ảnh vang lên liên tiếp đám người hứa ra bị tình cảnh bất ngờ này làm cho ngây người, vô tình cũng không kịp phản ứng. Người phản ứng đầu tiên là Mã Đình, có lẽ vì vài tháng trước đã phát sinh chuyện lớn, tình huống lúc này cũng không là gì với nàng. Này, các người làm gì vậy? Mau buông hứa thiến thiến ra, nếu không tôi báo cảnh sát. Mã Đình vừa đẩy người phụ nữ kia, vừa đưa hứa thiến thiến ra sau lưng, sau đó mắng lớn. Có người không biết xấu hổ như bà sao? Con trai Diêu Tân Kiệt của bà tạt axit Hứa Thiến Thiến có rất nhiều người làm chứng, bà còn nói bị vu hãm sao? Cái gì là axit, đó là nước, Tân Kiệt nhà chúng ta chỉ muốn dội nước con này mà thôi." Người phụ nữ trung niên cười lạnh. "Cô báo cảnh sát sao? Đó, báo đi, báo cảnh sát đi, tôi cũng muốn cảnh sát đến để giám định rõ ràng, xem con quỷ cái kia có phải bị tạt axit không." Hứa Thiến Thiến chẳng qua chỉ được một vị thần y chữa khỏi mà thôi. Mã Đình tức giận nói. Cô cảm thấy ai tin? Anh tin không? Chị tin không? Xin hỏi anh, anh tin không? Các vị đồng chí, các vị có tin một người bị tạt axit có thể được chữa trị khỏi hẳn hay không? Người phụ nữ trung niên hét lên với bốn phía. Các người có ai tin không? Vô tình mọi người đều nghị luận, bọn họ đều lắc đầu, tất nhiên bọn họ đều không tin. Tôi tin. Đúng lúc này một âm thanh vang lên áp chế tất cả âm thanh khác. Mọi người đều không khỏi quay đầu lại nhìn, trước tiên bọn họ thấy trước mắt xuất hiện một vị đạo cô vô cùng xinh đẹp, điều càng làm cho mọi người ngạc nhiên là sau lưng nàng còn đeo một thanh trường kiếm. Vì vậy mà đám người kia không khỏi quay máy sang chụp vị đạo cô, tất nhiên cũng chụp luôn người thanh niên ở bên cạnh. Chụp nhiều vào. Người thanh niên ở bên cạnh đạo cô cũng không quan tâm khi bị đám phóng viên chụp ảnh, hắn còn thuận tay ôm lấy vòng eo của đạo cô, còn hôn một cái lên mặt nàng. Đám người kia tuy không biết tên này rốt cuộc là ai, nhưng cũng không khách khí, liên tục bấm hình, chỉ cần vị đạo cô xinh đẹp kia là có tư cách lên báo rồi. Cô tin, đúng là đầu óc có vấn đề. Người phụ nữ trung niên mắng lớn. Bà mới có vấn đề. Tên thanh niên là Hạ Thiên, hắn chừng mắt nhìn người phụ nữ trung niên. Hứa thiến thiến được tôi chữa trị, tôi chính là vị thần y kia, bà không tin sao, tôi sẽ biểu hiện cho mà xem. Mày là thần y. Đúng là chết cười, tao thấy mày là thần kinh thì đúng hơn." Người phụ nữ trung niên cười ha hả. "Muốn biểu hiện sao? Đó, mày biểu hiện bà xem, chỗ này có nhiều người làm chứng, bà cũng muốn xem mày biểu hiện thế nào." "Này, các người cũng nghe thấy rõ ràng rồi nhé, người này muốn biểu hiện." Hạ Thiên nói một câu, sau đó hắn quay sang hỏi Trương Minh Đà vừa chạy đến. "Này, đại sư phụ, đi tìm chút axit đi." "Tiểu tử ngươi muốn làm gì?" Trương Minh Đà ngây người. Ngài đi lấy axit về sẽ biết. Hạ Thiên Thuận miệng nói. Được, người chờ chút. Trương Minh Đà trực tiếp chạy vào bệnh viện, đám quần chúng vây quanh xem ngày càng nhiều, ai cũng nhìn vào Hạ Thiên, rõ ràng đều muốn xem Hạ Thiên biểu hiện thế nào. Hứa Thiên Thiến, anh ta là Hạ Thiên, là một người rất mạnh, hôm qua anh ta đã chữa trị cho bạn. Lúc này Mã Đình cũng nói với Hứa Thiên Thiến. Ngày hôm qua Hạ Thiên chữa bệnh cho Hứa Thiên Thiến, lúc đó nàng đang ngủ, vì vậy nàng cũng không biết hắn có bộ dạng thế nào. Anh, Hạ Thiên, cảm ơn anh đã chữa trị cho tôi. Hứa Thiên Thiến lúc này cũng đi về phía Hạ Thiên. Cô giỏi máy tính không? Hạ Thiên nói một câu như vậy. Sao? Hứa Thiên Thiến chợt sướng sờ, vấn đề gì thế này? Tôi hỏi cô có biết làm việc không, chút nữa giúp tôi vài vấn đề. Hạ Thiên hỏi một câu. À, Hạ Thiên, anh, anh nói đến máy tính sao? Mã Đình không nhẫn nại được phải hỏi một câu. Nói nhảm, tất nhiên là nó. Hạ Thiên nhìn Mã Đình, trong lòng thầm nghĩ, cô gái này quá ngốc. Biết, tất nhiên là biết. Hứa Thiến Thiến lúc này mới trả lời. Biết là được, chút nữa tôi đi mua máy tính, cô giúp tôi đi mắng người. Hạ Thiên thuận miệng nói. Mã Đình tiếp một câu. Thật ra cũng không cần máy tính, dùng điện thoại là được. À, thiếu chút nữa thì quên. Hạ Thiên lấy điện thoại ra đưa cho Hứa Thiên Thiến. Bây giờ cô giúp tôi, có một thằng ngu mắng tôi, tôi muốn mắng ngược lại, cô biết cách rồi chứ? Điều này rất đơn giản, anh có tài khoản chưa? Hứa Thiên Thiến hỏi. Chưa. Hạ Thiên lắc đầu. Trước tiên phải đăng ký tài khoản đã. Hứa Thiên Thiến cầm lấy điện thoại của Hạ Thiên, sau đó nàng bắt đầu giúp hắn đăng ký. Anh muốn lấy tên là gì? Không sao, gì cũng được chỉ cần có thể mắng chửi là được, sau này hơn phân nửa là không dùng." Hạ Thiên thuận miệng nói. Mã Đình chợt hỏi một câu, "Hạ Thiên, anh muốn mắng ai, là tên Vương Khải kia sao?" "Tôi cũng mắng nữa." "Đúng vậy, là thằng ngu kia." Hạ Thiên khẽ gật đầu, nhưng đúng lúc Trương Minh đà ra khỏi bệnh viện, trong tay cầm một lọ chất lỏng. "Tiểu tử, axit đây." Trương Minh đà nhanh chóng đến đưa bình chất lỏng cho Hạ Thiên. "Ít thế này à?" Hạ Thiên có chút thất vọng. Tiểu tử, người muốn nhiều thế nào nữa? Muốn làm gì? Trương Minh đã đến bây giờ vẫn chưa hiểu rõ Hạ Thiên muốn làm gì. Hạ Thiên nhận bình axit, sau đó hắn nói. Này, tôi sẽ cho mọi người biết vì sao tôi gọi là Hạ Thần Y Đệ Nhất Thiên Hạ, dù bị tạt axit thì tôi cũng có thể chữa trị được. Tất cả ánh mắt đều tập trung lên người Hạ Thiên, dù ngoài đám người hứa ra thì người khác không tin, nhưng Hạ Thiên nói như vậy cũng đủ làm cho bọn họ nghi ngờ, Chẳng lẽ tên này làm được? Đừng nói nhảm, không phải muốn biểu hiện sao? Bà cũng muốn biết mày biểu hiện thế nào. Người phụ nữ trung niên liên tục cười lạnh, rõ ràng không tin vào Hạ Thiên, nhưng nàng còn chưa nói dứt lời thì đã gào lên kinh thiên động địa. Á, á. Chương 1232, hôm nay tôi rất muốn nổi tiếng. Khi thấy người phụ nữ trung niên kia gào lên kinh thiên động địa và cánh tay bốc lên khói trắng thì tất cả mọi người đều choáng váng dù là Trương Minh Đà cũng không ngờ Hạ Thiên lại làm như vậy. Người duy nhất không có phản ứng là Hạ Thiên, ngoài ra còn có nha hoàn xinh đẹp cố hàm xương. Những người đứng xem nơi đây cũng coi như có kiến thức rộng rãi, nhưng bọn họ thật sự không ngờ, ai cũng trợn mắt há mồm, chẳng lẽ người kia muốn biểu hiện là dùng axit dội lên người đối phương sao? Còn đám người hứa ra thấy Hạ Thiên dội axit lên người con đàn bà tranh chua thì cảm thấy rất vui sướng, nhưng bọn họ cũng lo lắng cho Hạ Thiên phải biết rằng con trai Diêu Tân Kiệt của người phụ nữ tranh chua kia bây giờ đã bị bắt lại, sợ rằng sẽ bị giam vài năm, vị thần y này không phải muốn giam mình vào ngục luôn sao? Phương Trí Hiên bạn trai của Mã Đình thì dùng ánh mắt quái dị nhìn Mã Đình, hắn thật sự không rõ vì sao người yêu của mình lại quen biết một kẻ điên như vậy, mà lại liên tục tán dương đối phương. Khi mọi người còn đang sướng sờ thì Hạ Thiên cũng không có gì lo lắng, hắn nói với đám phóng viên vây quanh. Này, các người không phải là phóng viên sao, chụp hình đi. Hạ Thiên hô lên như vậy làm đám phóng viên giật mình, ai cũng tranh thủ bấm máy về phía người phụ nữ trung niên, sau đó chụp Hạ Thiên điên cuồng. Các người đã thấy rõ người kia bị dội axit rồi chứ? Hạ Thiên quét mắt nhìn đám người xung quanh. Báo cảnh sát, mau báo cảnh sát. Người phụ nữ trung niên còn đang gào lên thảm thiết, mà một người phụ nữ 30 tuổi khác cũng có phản ứng, nàng nhanh chóng điện thoại báo cảnh sát. Hạ Thiên thuận tay rút kiếm trên lưng của cố hàm xương, sau đó vung vẫy, chém nát tay áo của người phụ nữ kia, để mọi thấy trực quan bàn tay bị đốt cháy của đối phương. Thấy rõ chưa, các người chụp nhiều một chút, để giữ lại bằng chứng, nếu không chút nữa lại bảo là giả. Hạ Thiên bây giờ muốn gây náo loạn lớn, hắn càng làm tốt thì mọi người sẽ biết hắn đang ở thục đô, chuyện ở thục đô sẽ càng thuận lợi hơn. Nếu không phải như thế thì Hạ Thiên sẽ không chủ động đến đây, càng không cần biểu hiện làm gì cả, nhiều nhất chỉ cho đối phương một trận đòn mà thôi đám người lại liên tục bấm máy sau đó có kẻ không kiên nhẫn hỏi thần y xin hỏi tôn tính đại danh là gì các người không biết sao hạ thiên dùng ánh mắt thất vọng nhìn đối phương này trong nhóm các người ai đã từng đọc qua bản tin con nhà quan hành hung diễn viên hong kong tên kia chợt ngây người rồi nói đã đọc rồi nhưng đó chính là tôi tên khốn kia là diễn viên hong kong tên là Vương Khải, tôi là Hạ Thiên. À, nhưng tôi phải thanh minh, tôi phải là con nhà quan, mà là ông nội của bọn quan lại. Hạ Thiên thuận miệng nói, sau đó lấy ra ngân châm đâm cho người phụ nữ trung niên kia hôn mê, sau đó đâm lên cánh tay bị trúng axit. Đám phóng viên bắt đầu hưng phấn, đây là tin tức lớn, vì thế mà bọn họ kẻ thì chụp ảnh kẻ thì liên tục ghi tốc ký. Vết thương mới luôn dễ chữa hơn vết thương cũ, mà lần này có hơi ít axit, cũng không đặc, vì vậy tuy người phụ nữ trung niên kia bị axit đốt cháy đáng thương nhưng đối với Hạ Thiên thì chữa trị rất dễ dàng. Ít nhất so với Hứa Thiến Thiến thì dễ hơn nhiều, vì vậy mà chưa đến vài phút đã xong quá trình chữa trị. "Này, tay của bà ta thế nào?" Hạ Thiên thu hồi ngân châm rồi hỏi. Đám người lao sang, ai cũng trợn mắt há mồm. "Thật sự, không phải chứ, y thật quá thần kỳ. Những kẻ bị bỏng thật có phúc. Thật lợi hại." không tận mắt nhìn thấy tôi cũng không thể tin. Vì tai nghe không bằng mắt thấy, trước đó mọi người dù không tin nhưng bây giờ sự thật bày ra trước mắt, không còn ai không tin. Vô tình Hạ Thiên đã khác biệt trong mắt mọi người, trước đó ai cũng coi hắn là kẻ điên, nhưng bây giờ ai cũng nghi ngờ hắn là thần tiên Hạ phàm. Mau, mau bắt hắn lại, hắn là kẻ dội axit chỉ tôi. Lúc này người phụ nữ đi cùng người phụ nữ trung niên vừa rồi chợt la lên, mọi người nhìn sang, thì ra là vài tên cảnh sát là cậu tạt axit người ta. Có hai tên cảnh sát đi về phía Hạ Thiên. Tôi chỉ biểu hiện chút y thuật mà thôi. Hạ Thiên lười biếng nói. Bây giờ đã xong, tôi cũng muốn đi, hôm nay tôi muốn nổi tiếng, vì vậy các người cẩn thận kẻo bị đòn. Muốn nổi tiếng nên đánh cả cảnh sát. Mọi người đều ngây ra, những năm nay có nhiều ca, lẻ, muốn lên ca, sĩ, vì vậy mà tạo ra đủ mọi xì căng đan, nào là ngủ với anh vợ, ngủ với ba anh một lúc, chơi tay ba, nút đủ kiểu v v nhưng đánh cảnh sát để nổi tiếng thì đúng là quá trâu chó một tên cảnh sát cũng vui vẻ nói chú em muốn nổi tiếng sao anh cũng muốn nổi tiếng chú em cũng muốn nổi tiếng hạ thiên cảm thấy kỳ quái à anh thành toàn cho chú anh đánh chú vì tội bố láo chú cũng có thể nổi tiếng hạ thiên ra tay chỉ một đấm đã cho tên cảnh sát lên dĩa mày Tên cảnh sát còn lại chợt cảm thấy hôn mê, người này thật sự có gan đánh cảnh sát, nhưng hắn vừa nói được một chữ thì Hạ Thiên đã vung đấm, đã ngã theo đồng bạn. Mọi người chợt sững sờ, động tác của Hạ Thiên cũng không dừng lại, hắn tiếp tục đánh đấm vài tên cảnh sát còn lại, sau đó cũng đánh cả người phụ nữ trung niên và người phụ nữ đi theo, thậm chí còn đánh ngã hai tên phóng viên. "Tiểu tử, muốn làm trò gì vậy?" Trương Minh đà cuối cùng mất kiên nhẫn nói. "Hôm nay có người mắng tôi, tôi hơi bực" nên đánh người cho sướng tay. Hạ Thiên thuận miệng nói, sau đó duỗi lưng. Thôi được rồi, đánh chán tay, về khách sạn thôi. Hạ Thiên quay đầu nhìn hứa thiến thiến. Này, cô đi theo giúp tôi, hôm nay cô giúp tôi mắng người, sau này không cần cảm ơn tôi đã chữa bệnh cho cô. Hạ Thiên nói đi thì đi, hắn ôm cố hàm xương nghênh ngang bỏ đi, mà Trương Minh Đà cũng đưa hứa thiến thiến và đám người bỏ đi theo, vài tên cảnh sát còn chưa thể đứng lên, tất nhiên không có ai cản chân bọn họ. Tất nhiên nơi đây có nhiều phóng viên, vì vậy mà tất cả những hành động của Hạ Thiên ở thục đô được truyền đi rất nhanh. Nửa giờ sau ở phòng tổng thống khách sạn Hoa Đô, trong nhóm người ngoài Hạ Thiên, Cố Hàm Sương và đám hứa ra, còn có hai nhân viên phục vụ, bọn họ có nhiệm vụ phục thị cho đám người Hạ Thiên vấn đề ăn uống. Trương Minh Đà và Lão Tình Nhân khẽ nói chuyện phiếm, hứa thiến thiến thì dùng ánh mắt quái dị nhìn Hạ Thiên, còn bạn trai Hứa Thiến Thiến và bạn trai của Mã Đình thì dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Hạ Thiên, vì bọn họ thấy Hạ Thiên thật sự qua thư thái. Hạ Thiên nằm nhưng được gối đầu lên đùi của Cố Hàm Sương, hơn nữa muốn ăn gì cũng được Cố Hàm Sương phục vụ tận răng, vì vậy mà hai tên đàn ông còn lại dù có bạn gái nhưng không được như vậy, tất nhiên chỉ có thể hâm mộ và ghen ghét không thôi. Càng làm cho bọn họ bực bội chính là phát hiện Hạ Thiên đã chiếm dụng hai người yêu của mình, bọn họ phải giúp Hạ Thiên mắng chửi Vương Khải. Hạ Thiên đã đăng ký rồi." Mã Đình mở miệng nói. "Thật sự đã đăng ký nick cho Hạ Thiên ở một trang mạng xã hội microblogging phổ biến cho các bài viết ngắn, tên là Hạ Thần Y đệ nhất thiên hạ, mà Mã Đình và Hứa Thiên Thiên cũng bắt đầu giúp Hạ Thiên mắng chửi. "Tôi là Hạ Thiên, hôm qua đánh tên khốn Vương Khải, vì thằng ngu này thích ăn đòn, vì thế chỉ có thể đổ lỗi cho nó quá ngu mà thôi. Nhưng anh không phải con nhà quan, mà là ông nội nhà quan. Đây là nội dung bài đầu tiên." sau đó hạ thiên hỏi hứa thiên thiến như vậy là xong sao thằng ngu vương khải phản ứng thế nào có người nào nữa không điều này bây giờ cậu chưa có ai thích cả có lẽ cũng không có mấy ai lui tới hứa thiên thiến nói này hạ thiên sao anh lại đánh tên vương khải kia mã đình dùng giọng hiếu kỳ hỏi bây giờ có rất nhiều người chửi mắng anh không ít diễn viên giúp cho vương khải hơn nữa nghe nói anh là con nhà quan thì bọn họ càng chửi vì danh tiếng của bọn con nhà quan thật sự thua xa đám diễn viên thằng ngu này hôm qua ở một gian phòng tổng thống khác lại không cho chúng tôi ở nơi đây sau đó bị tôi đánh sau này lại muốn xương nha đầu làm diễn viên muốn xử lý chúng tôi vì vậy tôi muốn cho hắn biết tay hạ thiên thuận miệng nói nhưng tên ngu kia bị phía hong kong xử lý bên này còn có người giúp hắn lúc này hạ thiên hỏi hứa thiên thiến có biện pháp nào có thể cho đám thành viên trang mạng này giúp anh không điều này trong thời gian ngắn anh sẽ không có nhiều người ủng hộ vì vậy chỉ có thể chờ mà thôi hứa thiến thiến nói nếu anh có thể có người giúp thì tốt là sao hạ thiên hỏi hứa thiến thiến nói ra vài cái tên hạ thiên chưa từng nghe qua vì vậy mà hắn có chút buồn bực đúng là thất sách hình như phương án này mất đi hiệu lực chẳng lẽ hắn phải đánh thức tiểu yêu tinh đang ngủ dậy để hỗ trợ À, số lượng fan hâm mộ của Triệu Vũ Cơ là rất nhiều, chị ta mới lập nick nickname hôm qua, hôm nay đã hơn 10 triệu fan, nếu dựa theo tình huống này thì vài ngày nữa sẽ vượt qua tên diễn viên kia. Mã Đình lại hô lên. Hạ Thiên nghe nói như vậy thì không còn buồn bực, không cần tìm vợ tiểu yêu tinh, nên tìm vợ đại yêu tinh thì hay hơn. chương 1233, Tam Nữ Tranh Phu Trước tiên đưa điện thoại cho tôi mượn một chút. Hạ Thiên lấy điện thoại trong tay hứa thiên thiến, sau đó hắn gọi cho Triệu Vũ Cơ. Điện thoại nhanh chóng được nối thông, âm thanh mềm mại của Triệu Vũ Cơ truyền đến. "Tìm tôi là gì vậy? Cậu không phải về thủ đô rồi chứ?" Nhưng Mộc Hàm nói bây giờ cậu tạm thời chưa về. "Không, vợ đại yêu tinh, có một thằng ngu tên là Vương Khải muốn mắng tôi, vì vậy tôi muốn mắng lại." Hạ Thiên nhanh chóng nói. "Tôi cũng hiểu chuyện này, tôi còn biết tên Vương Khải đã bị xử lý, nhưng đám diễn viên trong nội địa vẫn không biết." còn tưởng có thể ôm đùi tên này. Triệu vũ cơ cười hì hì. Cậu quan tâm làm gì, chỉ cần trực tiếp tìm người áp chế là được, không thì xử lý vương khải luôn đi. À, bây giờ tôi không muốn xử lý tên kia, vì thằng ngu này còn có tác dụng với tôi. Tôi vừa đăng ký một tài khoản trang mạng xã hội nhưng không có ai ghé thăm, tôi nghe nói chỉ có rất nhiều fan, hay là giúp tôi cái nhé. Hạ Thiên nhanh chóng nói. Cậu đấy, đúng là quá rảnh rỗi. Thế này đi, tôi sẽ giúp cậu triệu vũ cơ không biết nói gì hơn đúng rồi cậu lấy tên là gì bố nhà quan hạ thiên hạ thiên trả lời bố nhà quan hạ thiên triệu vũ cơ ngây người sau đó có chút dở khóc dở cười cái tên của cậu không phải tìm mắng sao bọn họ nói tôi là con nhà quan tôi rõ ràng là bố nhà quan mới đúng hạ thiên cảm thấy rất vô tội này vợ đại yêu tinh chị mau giúp tôi nhanh lên chuyện này rất quan trọng, nếu làm tốt thì ngày mai tôi có thể về thủ đô. Được rồi, tôi sẽ mở máy tính. Triệu Vũ Cơ dịu dàng nói, nàng trầm mặc vài giây rồi lại mở miệng. Cậu dám thừa nhận đánh người sao? Đúng vậy, chẳng có gì mà không dám. Hạ Thiên hời hợt nói. À, để tôi giúp cậu, cũng không nói chuyện với cậu nữa, tôi còn phải đi ra ngoài có chút chuyện. Triệu Vũ Cơ nhanh chóng làm xong việc. Chồng, bái bai nhé. Triệu Vũ Cơ cúp điện thoại, Hạ Thiên chuẩn bị trả điện thoại cho Hứa Thiến Thiến thì phát hiện đối phương đã mở máy, đó là máy tính của khách sạn. Trước đó Hứa Thiến Thiến cầm điện thoại của Hạ Thiên để đăng ký, cũng không mở máy tính, bây giờ Hạ Thiên lấy lại điện thoại, tất nhiên nàng phải mở máy lên. Ôi, Triệu Vũ Cơ giúp anh rồi sao? Hứa Thiến Thiến chợt la hoảng. Sao bạn hô lớn như vậy? Mã Đình có chút kỳ quái. Bạn, bạn, chấm xem. Hứa Thiến Thiến chỉ vào màn hình chồng, tôi ủng hộ cậu, á, à, triệu vũ cơ gọi Hạ Thiên là chồng. Mã Đình cuối cùng cũng phát hiện ra vấn đề, nàng chợt quay đầu nhìn Hạ Thiên. Anh là chồng của triệu vũ cơ. Sự thật phú phàng lắm, các cô không nên quá ngạc nhiên. Hạ Thiên thuận miệng nói. Phương Trí Hiên lại thầm mắng Hạ Thiên, đúng là cầm thú, chộp cả triệu vũ cơ vào trong tay, loại ngày không phải là con nhà quan, đúng là bố nhà quan. Hừ, tiểu tử ngươi cũng không chút an phận. Trương Minh Đà lên tiếng, tôi đã rất an phận, hôm nay muốn nổi tiếng chút không được sao? Hạ Thiên lười biếng nói, á. À, hứa Thiến Thiến lại hô lên, Mã Đình có chút bất đắc dĩ. Hứa Thiến Thiến, bạn lại bị sao vậy? Tự xem đi. Hứa Thiến Thiến ngây ngốc chỉ vào màn hình. Mã Đình chợt hôn mê. Không phải chứ, đây không phải là An Khả Khả à? Sao lại nói một câu, chồng, em ủng hộ anh. Trời ạ. À. Hạ Thiên, An Khả Khả cũng là vợ anh sao? Không phải hôm qua tôi đã nói rồi sao? Khả Khả là vợ tôi. Hạ Thiên dùng giọng kỳ quái hỏi Mã Đình. Rốt cuộc cậu có bao nhiêu vợ? Mã Đình cảm thấy chóng mặt. Không nhiều lắm, gần 20 thôi. Hạ Thiên hời hợt nói. Mã Đình thiếu chút nữa thì hôn mê, như vậy còn chưa tính là nhiều. Người thích anh đã tăng vọt, lần này đã lên đến vài ngàn. Hứa thiến tiến liên tục nhấn phím F5, sau đó báo cáo tiến triển với Hạ Thiên. Nhưng ai cũng mắng anh. Không sao, bọn họ đều quá ghen ghét tôi mà thôi. Hạ Thiên không cho là đúng, ma nữ Mộng Mộng cũng giúp anh. Mã Đình lúc này chợt không còn chút sức lực. "Ôi, Hạ Thiên, anh đừng nói đây cũng là vợ mình nhé." Cô ấy không gọi anh là chồng, chỉ nói là tiểu bại hoại, chỉ giúp cậu. "Chị Mộng tất nhiên là vợ tôi." Hạ Thiên nhắm mắt Nghỉ ngơi chút đã. Hạ Thiên bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, mà hắn trên trang mạng cũng thật sự nổi tiếng, chỉ sau vài giờ đã thật sự đỏ tía. Sự kiện hành hung diễn viên Hong Kong tuy có thật sự làm nổi danh của Hạ Thiên, nhưng còn chưa đến mức quá lớn. Nhưng bây giờ khi Hạ Thiên mở tài khoản trên trang mạng xã hội thì thật sự nổi tiếng, nguyên nhân cũng không phải hắn thật sự mắng người và nổi tiếng, cũng không phải hắn tạt axit rồi lại cứu chữa cho một người phụ nữ ở ngoài bệnh viện Tây Hoa mà đó là một sự kiện tam nữ tranh phu. Cái gọi là tam nữ tranh phu chính là từ tài khoản trên trang mạng xã hội của Hạ Thiên, đầu tiên triệu vũ cơ ra mặt nói sẽ giúp đỡ chồng mình, sau đó là An Khả Khả cũng nói một lời như vậy, cuối cùng Liễu Mộng cũng tham gia náo nhiệt, nói một câu tiểu bại hoại, tôi sẽ giúp cậu. Khi những lời nói này được người có tâm phát hiện ra thì tình huống chợt sôi trào, đúng là tam nữ tranh chồng. Một người là triệu vũ cơ nổi danh thiên hậu hoa ngữ, người thứ hai chính là ma nữ mộng mộng sắp có dấu hiệu cướp đoạt vị trí của triệu vũ cơ và người thứ ba chính là ngôi sao đang nổi tiếng như cồn là an khả khả ba người này đều là những ngôi sao chạm tay có thể phỏng nhưng bây giờ ba nàng đều công khai mối quan hệ với một người đàn ông dù liễu mộng không gọi hạ thiên là chồng nhưng cái tên tiểu bại hoại cũng đủ làm cho người ta thấy được mối quan hệ thân mật giữa hai người kết quả là hạ thiên cố gắng không thể làm cho chính mình nổi tiếng mà ba người phụ nữ tranh giành chồng lại làm cho hắn nổi tiếng. Tất nhiên nguyên nhân để Hạ Thiên thật sự nổi tiếng chỉ có một, đó là hắn thật sự bỏ mặc mà không làm gì. Trước khi chuyện xấu giữa Hạ Thiên và An Khả khả nếu truyền ra ngoài cũng đủ gây chấn động, nhưng cuối cùng nhanh chóng bị dìm xuống. Vì khi đó Ám Tổ và Tiểu Yêu Tinh thường xuyên cùng nhau xử lý hết những tin tức này, nhưng hiện tại Tiểu Yêu Tinh đang ngủ, Ám Tổ thì đã nhận được chỉ thị không cần quan tâm, vì thế mà chỉ trong thời gian ngắn không ai không biết Hạ Thiên nhưng Hạ Thiên bây giờ nổi tiếng cũng không phải thanh danh gì tốt, hiện tại có rất nhiều người mắng hắn, đám fan hâm mộ của Triệu Vũ Cơ, An Khả khả Liễu Mộng đang liên tục mắng hắn. Nhưng sau khi phát hiện Hạ Thiên và Triệu Vũ Cơ có quan hệ thì không ít ngôi sao không dám mắng, thậm chí còn xóa những nội dung trước đó của mình. Dù sao với địa vị của ba người Triệu Vũ Cơ trong giới giải trí vào lúc này, đắc tội với ai cũng không tốt, nếu đắc tội với cả ba thì càng khổ sở. Mã Đình hứa thiến thiến thấy hạ thiên bị chửi bới như vậy thì bắt đầu cảm thấy có chút cân đối vì tên này quá kỳ cục tìm quá nhiều vợ hơn nữa ai cũng đẹp thật sự làm cho đồng bào nam phải ghen ghét nhưng hai người bạn trai của mã đình và hứa thiến thiến cũng có suy nghĩ khác tuy bọn họ cũng ghen ghét hạ thiên nhưng lại có nhiều phần hâm mộ là đàn ông thì phải như hạ thiên nếu được như vậy thì diệt phong cũng đáng đến khi thấy hạ thiên nhắm mắt dưỡng thần thì hai tên này thầm nghĩ có phải tối qua làm việc quá sức với vị đạo cô kia, nên bây giờ mệt mỏi dã rời không? Gần đến một giờ thì Hạ Thiên mới mở mắt, hắn thuận miệng hỏi. Sao, nhiều người chưa? 5 triệu. Mã Đình nói ra một câu như vậy, người này đúng là quá mạnh mẽ, đây tuyệt đối là một tài khoản có lực tăng trưởng cực mạnh. Nhưng trong 5 triệu thì có 4 triệu đến để mắng Hạ Thiên, trong một triệu người cuối cùng có 9.900 kẻ chỉ đến để quảng cáo, chính thức giúp đỡ Hạ Thiên chỉ có chưa đến 100 người. À, viết thêm tin mới. Hạ Thiên cuối cùng cũng viết tin thứ hai. Vài phút sau bản tin thứ hai của Hạ Thiên xuất hiện. Thằng ngu Vương Khải, đừng để anh đây thấy được, nếu anh bắt được thì sẽ cho ăn đòn. Nếu bây giờ chú dám xuất hiện trước mặt anh, anh sẽ cho chú ăn đòn để vợ nhận không ra. Hứa Thiến Thiến và Mã Đình thật sự không biết nói gì với Hạ Thiên, người này chưa bị chửi đủ, bây giờ còn muốn bị chửi nữa sao? quả nhiên càng có rất nhiều người chửi rủa bọn họ còn hô hào, để Vương Khải đến tìm Hạ Thiên, xem Hạ Thiên có dám ra tay hay không. Vài phút sau, ủa, Vương Khải đáp lạ rồi kìa, hắn muốn đến quảng trường thục đô để Hạ Thiên ra tay. Mã Đình vừa nhìn vào trang tài khoản của Vương Khải vừa ngạc nhiên nói. Sau đó Hạ Thiên phát thêm một tin tức. Thằng ngu, 2 giờ anh sẽ xuất hiện, chú em nhất định phải đến, mà đến thì anh cho ăn đòn, lúc này Vương Khải cũng đáp lời. Hai giờ, quảng trường thục đô, không gặp không về, không đi là chó. Lúc này Hạ Thiên cười rất sáng lạn, thằng ngu Vương Khải này đúng là phối hợp với mình. Hạ Thiên cuối cùng cũng đứng lên, hắn đi vào gọi điện thoại. Hai giờ ra tay. Hạ Thiên nói như vậy rồi cúp điện thoại kéo cố hàm xương ra khỏi phòng, hắn quét mắt nhìn mọi người rồi lớn tiếng nói. Tôi muốn đến quảng trường thục đô đánh người, các người có thể tiếp tục chờ, tôi đánh người xong và quay về thì các người có thể đi. chương 1234, quá coi trọng mình. Anh thật sự muốn đi đánh người sao? Mã Đình có chút giở khóc giở cười. Tôi nói cho anh biết, nơi đó nhất định có rất nhiều người, tôi thấy anh đừng nên đến thì hơn. Tôi chỉ mong sao bọn họ đến đông vui một chút. Hạ Thiên lười biếng nói một câu, sau đó kéo cố hàm xương ra khỏi phòng. Mã Đình và Hứa Thiến Thiến đưa mắt nhìn nhau, sau đó cùng lên tiếng chúng ta cũng đi theo chứ. Kết quả là Mã Đình, Hứa Thiến Thiến và hai người bạn trai đi theo Hạ Thiên đến quảng trường Thục Đô, còn đám người Trương Minh Đà, dù sao bọn họ cũng lớn tuổi, cũng không có hứng thú. Mà cha mẹ Hứa Thiến Thiến cũng có chút lo lắng sẽ gây họa, vì vậy bọn họ nhanh chóng rời khỏi khách sạn về nhà. Cùng thời gian đó, ở thủ đô, trong phòng nhạc hiên, nhạc chi phong đang đánh cờ với chính mình. Anh nhạc, đánh cờ chỉ là việc binh trên giấy mà thôi, anh cũng đừng nên đánh cờ làm gì nữa. Một âm thanh tùy tiện vang lên từ ngoài cửa. Vẻ mặt nhạc chi phong chợt trở, trở nên khó coi, anh nhạc sao? Sưng hô như vậy là lần đầu tiên hắn nghe thấy được, càng làm hắn tức giận chính là giọng điệu của đối phương không chút khách khí. Nhạc chi phong thả quân cờ trong tay ra, sau đó hắn quay đầu nhìn ra cửa, vẻ mặt khôi phục như thường, hắn cười nhạt một tiếng với người mới đến. Thì ra là triệu công tử, công tử đến chơi sao? Người đến chính là Triệu công tử gần đây danh tiếng lên cao ở thủ đô, là Triệu Hiểu Trác, hắn nghênh ngang đi vào phòng rồi đặt mông xuống ngồi đối diện với Nhạc Chi Phong. "Anh Nhạc, tôi đến đây không liên quan gì đến đại ca của tôi, chính tôi muốn đến nói với anh vài lời mà thôi." Triệu công tử đã từng nhắc đến cậu với tôi, nói rằng cậu ấy có một người em trai rất xuất sắc, nhưng bây giờ lời nói của cậu ấy có vẻ vượt quá sự thật, hoặc là cậu ấy không dạy bảo cậu cho tốt, để cho cậu chẳng hiểu được chút lễ tiết cơ bản. Nhạc Chi Phong trầm mặt, rõ ràng một câu, anh nhạc, của Triệu Hiểu Trác làm hắn nổi giận. Triệu Hiểu Trác lại tỏ ra không quan tâm. Này anh nhạc, tôi gọi là anh nhạc coi như nể mặt anh rồi, đại ca của tôi trước kia lễ phép với mọi người, nhưng tôi thì không. Triệu công tử tôi đây chưa từng ra vẻ, nếu ông của anh ở đây, tôi sẽ gọi ông ấy một tiếng lão gia nhạc ra, vì ông ấy là một người đáng tôn kính, còn anh... Tôi gọi anh là anh nhạc đã nể mặt lắm rồi, nếu không tôi sẽ trực tiếp gọi là nhạc chi phong vẻ mặt nhạc chi phong càng thêm âm trầm. Triệu công tử, nếu cậu đã nói như vậy thì tôi cũng xin được nói rõ, phong nhạc hiên của tôi cũng không chào đón cậu, mời cậu ra ngoài, thuận tiện nhắn với anh cậu một câu, tôi rất thất vọng với cậu ta. Anh thất vọng với đại ca của tôi. Triệu hiểu chắc cười. Anh nhạc, thật ra đại ca của tôi cũng rất thất vọng với anh, trước đó anh ấy vẫn còn nghĩ rằng anh là một hảo hán thật sự. Đáng tiếc là anh ấy nghĩ lầm, bây giờ anh ấy cũng biết, anh chỉ là một người đàn ông bình thường không chú ý đến đại cục mà thôi. Triệu Hiểu Trác dừng lại một chút rồi nói. Đúng rồi, anh nhạc, thuận tiện nói cho anh biết một sự kiện, đại ca của tôi đã rời khỏi thủ đô. À, anh tôi cũng không phải đi du lịch hay công tác, mà đi một thời gian dài, ít nhất cũng 3 năm năm sau mới quay về. Sau này thủ đô không còn đại triệu công tử, chỉ có triệu công tử tôi mà thôi. Phải không? Nhạc Chi Phong cười lạnh một tiếng. Đây là một tin tức lớn, nhưng đối với Triệu gia các người thì không có vấn đề gì. Tôi thấy Thế Triệu công tử biết được việc làm đầu tiên của cậu vào lúc này, sợ rằng sẽ rất hối hận khi đã bỏ đi. Anh Nhạc ơi là anh Nhạc, vấn đề lớn nhất của anh chính là đặt nặng bản thân mình. Triệu Hiểu Trác lắc đầu. Anh cho rằng mỗi người ở thủ đô gặp mặt đều gọi là Nhạc tiên sinh, bọn họ thật sự nể mặt anh sao? Anh sai rồi, đó là bọn họ nể mặt lão gia Nhạc gia, đồng thời bọn họ nể mặt đại ca của tôi vì người nào cũng biết đại ca của tôi thiếu nợ anh và nhân tình nếu anh gặp chuyện không may thì đại ca của tôi sẽ vung tay trợ giúp triệu công tử cậu có thể đi được rồi nhạc chi phong lạnh lùng nói anh nhạc có nên đi hay không là chuyện của triệu công tử tôi đây tôi nghĩ tạm thời cần đi ra thì sẽ đi ra anh muốn đuổi tôi đi sao đó là điều không thể không tin thì anh thử xem kẻ nào nơi đây có gan đuổi tôi đi triệu hiểu trác vẫn ngồi chỗ cũng rất cao ngạo sau đó hắn lại dùng giọng an ủi nói nhưng anh nhạc cứ yên tâm tôi sẽ không ngồi đây lâu đến khi tôi làm xong việc sẽ bỏ đi địa phương này cũng không có gì cần ở lại cả tôi thấy ánh mắt thưởng thức của anh nhạc rất kém vẻ mặt nhạc chi phong chờ tái nhợt nhưng hắn không nói lời nào vì hắn biết rõ triệu hiểu trác nói dúng dù là thân tín của mình cũng không dám ra tay đuổi triệu hiểu trác anh nhạc là thế này hôm nay tôi đến để cho anh biết hai sự kiện Triệu Hiểu Trác tỏ ra rất hài lòng. Thứ nhất chính là đại ca tôi không hề thiếu nợ nhân tình của anh, anh nhạc, năm xưa anh rất thông minh, khi đó anh biết sớm muộn gì cũng không bằng đại ca tôi, vì vậy anh chủ động thối lui theo dòng nước, chủ động dâng vị trí cho đại ca của tôi, sau đó bám víu vào đó mà nhận được vài sự trợ giúp. Nhưng lúc này cũng không giống như xưa, y ca của tôi còn thiếu anh ba chuyện, điều này là thật, nhưng anh còn sống đến lúc này là nhờ công lao của đại ca tôi. À, thật ra quan trọng là công của chị gái tôi hạ thiên đã lấy chị tôi làm vợ vì vậy cũng đồng ý không giết anh nếu không anh đã sớm chết từ lâu tóm lại một câu bây giờ triệu gia và nhạc gia căn bản không còn gì nợ nhau triệu công tử tôi có thể nói cho cậu biết triệu gia vẫn là triệu gia nhạc chi phong tôi vẫn là nhạc chi phong nhạc chi phong lạnh lùng nói à còn chuyện thứ hai chính là anh nhạc anh tìm người dùng tên lửa muốn bắn chết anh rể của tôi còn muốn giết chết em gái tôi khoản nợ này anh nên tính thế nào triệu hiểu trác lười biếng nói vẻ mặt nhạc chi phong vẫn không thay đổi giọng điệu vẫn lạnh lùng triệu công tử tôi không biết cậu đáng nói gì anh nhạc anh không nên có ý nghĩ như vậy đàn ông dám làm mà không dám nhận thì còn ra gì những việc anh đã làm anh tưởng không ai biết sao triệu hiểu trác có chút mất hứng anh cho rằng mọi người sẽ thật sự tin tưởng được tình huống phi công đột nhiên làm phản sau đó nổi điên bắn rơi máy bay dân dụng mà thật ra chính là chuyên cơ chở hạ thiên sao anh không hỏi xem đến bây giờ có người nào không biết việc này do anh làm ra triệu công tử những lời nói không có chứng cứ cũng đừng nên mở miệng nhạc chi phong lạnh lùng nói à tôi biết rõ anh không thừa nhận mà thật ra tôi cũng không trông cậy anh sẽ mở miệng tôi chỉ muốn cho anh biết bây giờ vì chuyện này mà phía quân đội chịu áp lực rất lớn đúng rồi anh nhạc anh chẳng lẽ không biết vào thời này phi công trốn việc sẽ có ảnh hưởng nghiêm trọng thế nào với nhân dân không? An ra tay một lần cũng không có vấn đề, nhưng cho rằng sau này quân nhân sẽ còn nể mặt anh sao? Triệu Hiểu Trác lắc đầu. Anh Nhạc ơi là anh Nhạc, anh đang đẩy đám người của mình ngày càng rời xa chính mình, tôi thấy thời gian mà chúng bạn rời xa anh cũng không còn quá lâu nữa rồi. À, tôi dám đinh ninh, nếu lão gia nhạc ra mất đi, anh cũng sẽ xong đời, vì vậy anh nên trông mong lão gia nhạc gia sống lâu thêm vài năm nữa. Vẻ mặt nhạc chi phong càng trở nên khó coi, nhưng triệu hiểu chắc vẫn không cho đối phương cơ hội lên tiếng, hắn tiếp tục. Này, anh nhạc, tôi vừa định nhắc đến một sự kiện không may với anh, đó là lão gia nhạc gia đã gần trăm tuổi, ông ấy còn sống được là vì một người, đúng rồi, đó là y tiểu âm. Bây giờ y tiểu âm là người của Hạ Thiên, cô ấy đã rời khỏi anh, anh thấy cô ấy sẽ còn giúp anh sao? không có y tiểu âm, ai còn có thể giúp được lão gia nhạc gia. Thật ra chỉ còn một người là Hạ Thiên, thiếu chút nữa bị anh bắn tên lửa chết đi, tôi thấy anh đúng là không còn gì để nói. Triệu Hiểu chắc lắc đầu rồi đi ra bên ngoài. Không nói nữa, nếu không cũng chán, nếu anh thức thời thì tối nay nên rời khỏi thủ đô, như vậy sẽ có thể bình an qua nửa đời sau, còn không thì sẽ chẳng còn gì, anh hiểu chứ? Triệu Hiểu chắc nhanh chóng biến mất trước cửa, vẻ mặt nhạc chi phong càng thêm âm trầm, cuối cùng hắn nhấc chân đá vỡ bàn cờ. Quảng trường Thục Đô chính là nơi nghỉ ngơi nổi tiếng nhất ở thành phố Thục Đô, bình thường người đến đây rất đông, bây giờ thì người càng thêm đông. Cuộc đấu khẩu trên trang mạng xã hội đã kéo không ít người đến đây, bọn họ muốn đến xem Hạ Thiên có gan đến hay không. Cũng không phải chỉ có người muốn xem náo nhiệt còn có cả truyền thông, vì đây là chuyện lớn, bọn họ sẽ không bao giờ bỏ qua. Ngoài ra cũng có nhiều nhân viên cảnh sát chạy đến, có nhiều xe cảnh sát xuất hiện bên ngoài, vì bọn họ lo lắng sẽ xảy ra tranh chấp. Đến rồi, Hạ Thiên đến rồi. Hạ Thiên vào quảng trường thục đô thì đám người hưng phấn gào lên, dù bọn họ trước kia chỉ từng nhìn ảnh Hạ Thiên, nhưng Hạ Thiên có một tiêu chí là đạo cô xinh đẹp đi sát bên, vì thế ai cũng nhận ra hắn. chương 1235, Nhạc Chi Phong chết. Con bà nó, thằng này là Hạ Thiên sao, bộ dạng không ra gì. Đúng là cầm thú, cướp cả triệu vũ cơ và an khả khả, còn có vị đạo cô xinh đẹp như vậy đi theo. Hàng này tuyệt đối là con nhà quan. Con nhà quan sợ rằng cũng không được như vậy. Hạ Thiên, thằng chó, dám cướp thần tượng của tao. Đám người liên tục nghị luận và chửi rủa, Hạ Thiên không quan tâm đến bọn họ, hắn chỉ nhìn bốn phía xung quanh, muốn xem tên Khốn Vương Khải có mặt hay không, nhưng người nơi đây thật sự quá đông, muốn tìm tên Vương Khải cũng không phải dễ dàng như vậy. Thằng ngu kia còn chưa đến sao? Hạ Thiên lầm bầm, còn chưa đến 2 giờ. Mã Đình không nhịn được phải hỏi. Này, anh muốn đánh người sao? Bên kia có rất nhiều xe cảnh sát. Hạ Thiên dứt khoát không trả lời vấn đề của Mã Đình, xe cảnh sát thì thế nào, hắn không sợ cảnh sát. Hạ Thiên phát hiện còn vài phút nữa mới đến 2 giờ, vì thế hắn cảm thấy rất nhàn chán, vì vậy quay sang cố hàm xương. Sương nha đầu, chúng ta nên rèn luyện một chút chứ nhỉ? Gương mặt tuyệt mỹ của cố hàm xương có hơi đỏ hồng, nàng tất nhiên hiểu ý của Hạ Thiên, cái gì là rèn luyện. Nhưng nàng cũng không phản đối, mà nàng cũng không kịp phản đối, vì Hạ Thiên nói xong đã hôn nàng. Mã Đình và Hứa Thiến Thiến ở bên cạnh trợn mắt há mồm, người này thật sự rất có tâm tình, rõ ràng chạy đến đây rèn luyện, khóa môi, với đạo cô. Đám người bên cạnh cũng lớn tiếng mắng mỏ, hâm mộ ghen ghét hay hận thù đều có cả, có một số người hận không thể đá văng Hạ Thiên, sau đó thay thế vị trí, nhưng đó chỉ là ý nghĩ, thật sự không có ai dám làm như vậy. Vì thế mà mọi người cứ mắng nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạ Thiên ôm hôn đạo cô xinh đẹp long trời lở đất, mà bọn họ chỉ có thể ở bên cạnh xem và ảo tưởng mình là nhân vật chính, đáng tiếc là ảo tưởng cuối cùng cũng chỉ là ảo tưởng, không thể nào thành sự thật. Hạ Thiên hôn vài phút, đến khi buông cố hàm xương ra, vẻ mặt nàng đã đỏ như gấc, cơ thể cũng mềm nhũn ngã vào lòng hắn, giống như bị hắn hôn đến mức không còn chút sức lực. Sương Nha Đầu, lần này có cầu tiến rồi đấy." Hạ Thiên rất hài lòng, kỹ thuật của Cố Hàm Sương rõ ràng đã rất cầu tiến, điều này làm cho hắn cảm thấy rất vui. Chỉ cần không mất bao lâu thời gian nữa thì Sương Nha Đầu sẽ được xuất sư, khi đó hắn có thể tận tình hưởng thụ. "Cảm ơn thiếu gia khích lệ." Cố Hàm Sương khẽ nói, nàng ngược lại đã khôi phục rất nhanh, rời khỏi lòng Hạ Thiên, nhưng gương mặt vẫn có chút hồng. Mã Đình ở bên cạnh chợt tan vỡ đây là nha hoàn từ nơi nào tìm ra vậy bị người ta chiếm tiện nghi mà còn phải cảm ơn hạ thiên lúc này tiếp tục lầm bầm đã qua hai giờ tên vương khải ngu ngốc còn chưa tới sao thiếu ra nếu không chúng ta đi tìm xem cố hàm sương khẽ nói hạ thiên lúc này phát hiện bốn phía quảng trường đã rất đông người nếu bây giờ muốn tìm người dù là hắn cũng không phải là chuyện dễ thậm chí khi nhiều người thì càng có nhiều âm thanh vì thính lực của hắn quá mạnh vì vậy hắn nghe thấy khá rõ, mà ai cũng đang chửi rủa hắn. Này, tất cả im miệng. Hạ Thiên cuối cùng cũng giống lên. Quảng trường yên lặng sau một giây ngắn ngủi, sau đó càng ồn ào, càng nhiều người mắng chửi Hạ Thiên. Mày là thằng quái quỷ gì? Dựa vào cái gì để làm cho chúng tôi câm miệng? Thằng bố láo, quá kiêu ngạo, có tiền thì ngon sao? Tự do ngôn luận, chúng tôi đang tự do ngôn luận. Bà không câm miệng, mày làm gì được bà? Rõ ràng bây giờ hạ thiên chính là mũi tên cho mọi người xỉ vả, khi mọi người càng mắng thì càng cảm thấy tên này không dám làm gì mình, nhưng bọn họ đã nhanh chóng phát hiện mình sai, rất sai. Á, à, ớ, con bà nó, đau, mẹ ơi, mông, mẹ kiếp, ai đánh bố. Những tiếng kêu thảm thiết và tức giận vang lên, có thể nói là vang lên liên tiếp, chỉ sau một thời gian ngắn đã có hơn trăm người ngã xuống, thậm chí còn có kẻ không đứng dậy được bảo các người câm miệng mà không chịu nghe, đánh cho biết tay. Hạ thiên bất mãn nói một câu, lúc này bốn phía đã yên tĩnh, không ai dám lên tiếng. Đám người mã đình và hứa thiến thiến cũng trợn mắt há mồm, người này đúng là quá mạnh, mới đó mà đã đánh ngã cả trăm người. Mã đình và hứa thiến thiến rất kinh ngạc nhưng thật sự không thể nào hiểu nổi, vì sao đám cảnh sát không đi ra. Xem ra đám cảnh sát càng ngày càng không đáng tin, nhiều người bị đánh như vậy mà vẫn không đứng ra hạ thiên lúc này lại hét lên này thằng vương khải ngu ngốc mau đi ra đây nghe được hạ thiên hét lên như vậy thì đám người mới chuyển ánh mắt sang một hướng khác sau đó mọi người đều thấy vương khải còn có vợ và hai trợ lý nhưng không có mặt hai tên vệ sĩ vương khải có lòng tin đi đến quảng trường thục đô hắn không tin hạ thiên đám đánh mình khi đến gần quảng trường thục đô thì hắn thật sự càng có lòng tin nhưng sau đó hắn phát hiện hạ thiên đánh ngã cả trăm người mà không có tên cảnh sát nào ra tay đám cảnh sát không có phản ứng, điều này làm hắn muốn bỏ cuộc giữa chừng. Nhưng Vương Khải còn chưa kịp bỏ chạy thì đã bị Hạ Thiên nhìn vào chăm chăm, Hạ Thiên hô lên như vậy cũng làm cho mọi người nhìn chăm chăm vào Vương Khải, đến lúc này Vương Khải cũng chỉ còn biết đứng yên, không thể chạy đi đâu được. Hạ Thiên, tao đã đến, bây giờ vừa đúng 2 giờ, tao đã ở đây, xem mày làm gì được tao. Vương Khải vừa đi về phía Hạ Thiên vừa tỏ ra không biết sợ, nhưng sau đó hắn lại nói ra một câu. Cảnh sát ở chỗ này, mày nếu dám đánh người á? Hạ Thiên căn bản không nói nhảm, hắn trực tiếp tát lên mặt Vương Khải, một âm thanh vang dội, không những làm cho đám người ngây cả ra, còn làm cho Vương Khải phát ra tiếng gào thê lương. Thằng ngu, tao đã nói rồi, sẽ cho vợ mày không thể nhận ra. Hạ Thiên vừa mắng vừa tát, chỉ trong vài phút mà Vương Khải đã bị đánh trăm cái tát, sau đó dù là vợ hắn cũng khó thể nhận ra. Hạ Thiên lúc này đánh người nên không nhàn rỗi mà đám người nhàn rỗi lại bắt đầu bận rộn, kẻ chụp hình quay phim, kẻ lên mạng gửi tin, kẻ nào cũng chửi mắng Hạ Thiên, trách đám cảnh sát vô trách nhiệm. Thậm chí có kẻ nhanh chóng úp đoạn video Hạ Thiên đánh người lên mạng, vì vậy mà dẫn đến vô số kẻ đồng tình, đoàn người chỉ trích Hạ Thiên, yêu cầu nghiêm trị kẻ coi trời bằng vung này. Có ai không, cứu mạng, đám cảnh sát đâu, đám cảnh sát làm gì vậy? Trần Huệ liên tục kêu gào, cuối cùng cũng có một tên cảnh sát chạy đến. Hạ Tiên Sinh. Tên cảnh sát này đến trước mặt Hạ Thiên rồi dùng giọng khách khí nói. Hạ Thiên quay đầu nhìn, thì ra đó là Đào Chí Trạch. "Là anh sao? Có chuyện gì?" Hạ Thiên thuận miệng hỏi. Đào Chí Trạch không nói gì, người này biết rồi còn hỏi sao? Gây chuyện lớn còn hỏi nữa à? Nhưng Đào Chí Trạch cũng không có biện pháp, hắn biết mình không thể bắt người này, thật sự là hắn còn phải cảm tạ Hạ Thiên, nhưng hắn thật sự không hiểu nổi vì sao Hạ Thiên Toàn làm ra những chuyện thế này. Hạ Thiên Sinh, chỗ này không an toàn, hay là anh về khách sạn đi thôi. Đào Chí Trạch Trần trừ một chút, cuối cùng cũng cẩn thận nói, âm thanh rất khẽ, sợ kẻ khác nghe được. May mà khi đó thật sự không có mấy người nghe được, chỉ có Hạ Thiên và gần nhất là đám người Mã Đình có nghe thấy. Mã Đình và Hứa Thiến Thiến thiếu chút nữa thì tan vỡ, xem ra cảnh sát không phải đến bắt mà là bảo vệ Hạ Thiên. Thế đạo gì thế này? Hạ Thiên đang định lên tiếng thì điện thoại vang lên, hắn lấy ra xem. Chồng, nhạc chi phong đã chết. Mộc hàm ở bên kia nói, giọng điệu kinh ngạc, có chút hưng phấn. À, vợ, tôi biết rồi, hai ngày sau tôi sẽ quay lại. Hạ Thiên thuận miệng trả lời một câu, sau đó cúp điện thoại, nhấc chân đá vương khải bay ra rồi vỗ vỗ tay. Đánh xong, kết thúc công việc. Hạ Thiên thuận tay ôm eo cố hàm xương rồi xoay người bỏ đi. Sương nha đầu, chúng ta đi thôi. Hạ thiên đi rất nhanh, chỉ khoảnh khắc đã biến mất, đám người mã đình cũng không đi heo. Đào Chí trạch thở vào nhẹ nhóm, việc này cuối cùng cũng xong, còn xử lý thế nào thì không phải là chuyện của hắn. Hạ thiên rõ ràng nổi tiếng như cồn, ít nhất cũng trong phạm vi cả nước. Sự hiện tối nay chính là Hạ thiên làm ra, dù là sự kiện tam nữ tranh phu hay đánh vương khải ở quảng trường thục đô, tất cả đều biến Hạ thiên thành đối tượng chửi rủa nhưng thủ đô lại có một đại sự phát sinh, cũng không liên quan đến Hạ Thiên, vì chưa hôm đó một sự kiện kinh hồn đối với các gia tộc chợt phát sinh, nhạc chi phong bị ám sát. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 1235